2 2200, nhưng về một phía, nghe nói như thế, tất cả mọi người liền lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đó là đương nhiên, các người chỉ đạt được một môn cổ công, nhưng chỉ có một môn cổ công làm sao đủ, thực lực võ giả còn bị tiên thuật, kinh nghiệm chiến đấu, thiên phú. Ảnh hưởng, ngược lại, nhắm mắt làm liều là tuyệt đối không được, nếu không thể dựa vào cảnh giới ép người, vậy đánh nhau cùng cấp khẳng định không bằng người khác. Tại hạ phong đương, cảnh giới tương đương tứ trảm, vị nào sẵn lòng cùng tại hạ luận bàn một hồi một thanh niên nhảy ra ngoài, tóc đen phiêu giật, có một loại mị lực cuồng dã. Ta đến, bên tần vĩ cũng nhảy ra một người, nhưng không trẻ tuổi, mà là một người bán lão nhìn qua khoảng 50. Có điều ở tiên vực, tuổi tác tuyệt đối không là vấn đề, chỉ cần kháng qua thiên nhân kiếp là được. Xin mời chỉ giáo, phong đương chắp tay, thân hình lập tức giết ra. Oanh, một bóng người xẹt qua, liền thấy chỉ có phong đương đứng tại chỗ. Tất cả mọi người vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu cũng đã kết thúc nhanh như vậy, không, đánh nhau cùng cấp làm sao có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc, nhất định là đối phương ẩn giấu tu vi, lấy cảnh giới phân hồn áp chế. Nhưng mọi người lại tỉ mỉ nghĩ một hồi, lại phát hiện không đúng. Mặc dù mọi người tu công pháp không giống, nhưng vừa ra tay liền có thể nhìn ra cảnh giới, dù phong đương đến cùng là cảnh giới gì còn có chút mơ hồ không rõ, nhưng tuyệt đối không phải phân hồn, điểm ấy có thể khẳng định. Khả năng đối phương là vương giả đi, cùng cấp vô địch. Mọi người đè xuống kinh ngạc trong lòng, dù sao bọn họ chỉ là một đám thủy thủ một đám thương khách làm sao có khả năng có vương giả vương giả nào đi làm thủy thủ hay đi làm thương khách tại hạ liếu dạ cảnh giới cũng tương đương tứ chảm xin mời chỉ giáo phía pháo đài cổ lại có một người thanh niên nhảy ra ta đến oanh bên tần vĩ có người nhảy ra liền bị một quyền đánh bay căn bản không phải đối thủ lần này người bên tần vĩ đều thay đổi sắc mặt vương giả có thể liên tiếp xuất hiện như thế sao nhìn kỹ phong đâu cùng liễu dạ tư chất của hai người này thực sự không tính như thế nào a à? vương giả nào không phải gân cốt thanh kỳ như vậy đối phương không phải vương giả lại không có ưu thế về cảnh giới dựa vào cái gì có sức chiến đấu càng mạnh hơn đáp án chỉ có một công pháp tu luyện của bọn họ quá mạnh mẽ quả thực như vậy sao ta là dương hồn cảnh muốn lĩnh giáo chư vị một hồi bên tần vĩ chủ động nhảy ra một người khiêu chiến pháo đài cổ tại hạ mạc hãn một thanh niên đi ra, phong thần tuấn lãng, có một loại khí thế khiếp người. Cảnh giới tương đương với ngũ chảm, ngũ chảm, hai chữ này ra miệng, để rất nhiều người bên tần vĩ đều toát ra vẻ mờ mịt. Ngũ chảm, cái gì ngũ chảm, tứ chảm không phải là phần cuối của chảm trần sao, tại sao lại chạy ra một cái ngũ chảm. Nhưng cũng có chút người lộ ra vẻ khó tin, chấn kinh đến ra đầu muốn nổ tung. Này là đế giả A, ánh mắt của Lăng Hàn cũng sáng ngời, vẻ nghi hoặc trong ánh mắt càng nồng tính cả ba người tiêu tuấn, vậy thì là bốn đế giả. Ở trong đông tiên vực, đế giả làm sao đến, nhân khẩu tích tụ ra, lấy tỷ tỷ nhân khẩu làm cơ sở, mới có thể sinh ra một tên đế giả, hơn nữa chỉ có thiên tư đế giả còn chưa đủ, không có gốc gác cấp bậc tiên vương, nói thí dụ như tiên thiên đào phù, làm sao qua thiên kiếp ngũ trảm. Chẳng lẽ nói, trên đảo này có một vị tiên vương, nhân khẩu rõ ràng cực kỳ ít ỏi, nhưng lại ra bốn đế giả, cái này không hợp lý. Còn có, bọn họ tu công pháp đến cùng là cái quỷ gì lang hàn tỉ mỉ hồi tưởng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác quen thuộc cảm thấy những người này ra tay hắn thật giống như từng thấy ở đâu nhưng mặc hắn làm sao hồi ức cũng không cách nào nhớ được oanh một bên khác mặc hắn cùng người bên tần vĩ kịch đấu tương tự cũng là một chiêu liền giải quyết cái này rất bình thường ngũ chảm về mặt cảnh giới thì tương đương với dương hồn mà có thể bước vào cảnh giới này đều là đế giả có thể vượt qua hai cấp vô địch vậy một chiêu thắng không phải chuyện rất bình thường sao Luận bàn tiếp tục, đánh nhau cùng cấp, phía pháo đài cổ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà cho dù yếu đi một thậm chí hai cảnh giới nhỏ, bên pháo đài cổ kia vẫn có thể thắng, thực lực chênh lệch thực lớn đến kinh người. Người bên Tần Vĩ đều cúi đầu, trên mặt đỏ bừng. Mới vừa rồi còn tự cho là, cho rằng người trong pháo đài cổ bế quan tỏa cảng, thực lực tất nhiên cực kém, nhưng đánh nhau mới biết người ta cực kỳ mãnh liệt, tự nhiên để bọn họ xấu hổ. Thật không nghĩ tới, thực lực của các vị. Ha ha, Tiêu Tuấn cười nói, muốn nói lại thôi, có điều hắn muốn biểu đạt ý nghĩ mọi người đều rõ ràng. Chính là các người quá yếu, còn nói để chúng ta mở mang kiến thức, nhưng mỗi người đều là gã yếu, không có một cái có thể đánh. Cái này để mọi người đầu cúi càng thấp hơn, trong ánh mắt tiêu tuấn lướt qua vẻ trào phúng, lại nói. Gia sư không có ý giấu làm của riêng, tại hạ sẵn lòng chia sẻ công pháp mà chúng ta tu luyện với các vị. Cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, mỗi một người đều không thể tin tưởng pháp không thể khinh truyền, đây là cổ huấn. Đừng nói đối với một người ngoài, ngay cả người mình, cha con. Cũng không thể khinh truyền, phải xác định đứa con trai này đáng giá vun bón. Tỷ như ở trong đại gia tộc, chỉ có số ít tộc nhân hạch tâm mới có thể tu luyện công pháp cao cấp nhất, những người khác thì tu luyện kém hơn một chút. Cái này đặt ở môn nào phái nào cũng là như vậy, công pháp cao cấp nhất chỉ có số ít người, thậm chí vẻn vẹn chỉ có một người có thể tu luyện. Nhưng bây giờ thì sao, Tiêu Tuấn lại còn nói muốn lấy ra công pháp tu luyện của bọn họ chia sẻ với mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng mình nghe lầm, phía trên thế giới này có người tốt như vậy sao? Kỳ thực, công pháp của chúng ta rất đơn giản, quan trọng nhất chính là mượn lực. Tiêu Tuấn tự nhiên nói, chúng ta thờ phụng một vị tiên linh trong thiên địa, chỉ cần ở thời điểm chiến đấu thành tâm khẩn cầu hắn, liền có thể ban tặng chúng ta lực lượng vô cùng to lớn. Có người tự nguyện hay không, chúng ta có thể hiện trường kiểm tra bảo đảm lập tức để sức chiến đấu của người tăng lên vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Chương 2201, nguy hại thượng. Điều này làm cho mọi người không thể tin được, chỉ thờ phụng một vị tiên linh liền có thể làm cho sức chiến đấu bay thẳng gấp bội. Ta đến, một người nhảy ra ngoài, thử một chút cũng không có chuyện gì, không có tác dụng mình không tin liền được. Tiêu Tuấn cười kéo người kia tới, cúi xuống nói một lúc. Chỉ một lúc, người này liền nửa tin nửa ngờ đi tới giữa trường, nói: "Tiểu Hải đến cùng ta so chiêu, thực lực của ta và ngươi gần gũi, bình thường cũng không ít luận bàn qua. Thực lực của ta có tăng lên hay không, so chiêu với ngươi liền biết. Được, bên tần vĩ này có một người nhảy ra ngoài, hai người đấu võ. Ngươi tới ta đi, hoàn toàn không nhìn ra ai mạnh ai yếu. vô dụng a, à, tin tưởng tiên linh. Tiêu Tuấn mở miệng nói, âm thanh thong thả, không nhanh không chậm. người kia dùng mình trong miệng nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì, đột nhiên lập tức trở nên mãnh liệt, bắt đầu đè đối thủ đánh. Sau đó càng ngày càng mãnh liệt, sức chiến đấu tăng lên gấp 4 năm lần. Kháo, lại thật, tất cả mọi người chấn kinh đến không nói gì, cái này cái này cái này, quả thực so với ăn tiên đan còn mạnh hơn a. À. Chỉ tín ngưỡng một vị tiên linh mà thôi, liền có thể làm cho sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần, làm cho người ta không cách nào tin nổi, cũng vô cùng khát vọng. Tiêu thiếu, ta có thể tu tập công pháp như vậy không? Đúng, ta được không? Không ít người đều lập tức gọi lên, thần tình cực kỳ kích động chẳng trách nơi đây có nhiều vương giả hoàng giả thậm chí đế giả như vậy thì ra là như vậy a à. tiêu tuấn lộ ra nụ cười nói gia sư chưa bao giờ mang kỹ tự chân căn cứ ý nghĩ ban phúc thiên hạ nguyện cùng các vị cộng tu kỳ công chậm một tiếng quát nhẹ lang hàn đứng lên nhảy đến giữa trường ta cũng ngứa tay muốn cùng các vị luận bàn một hồi vừa nãy hắn rốt cuộc hồi tưởng lại vì sao lại cảm thấy mọi người ở pháo đài cổ ra tay có chút quen thuộc còn nhớ ở thời điểm cổ giới hắn đã từng tiến vào một bí cảnh, bên trong có một dòng sông thần bí, bờ sông thì có rất nhiều bộ tộc, những người này đều là tu sĩ, nhưng thuộc về một loại hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Bọn họ không tu quy tắc, hoặc là nói không tu quy tắc của vùng thế giới này, lực lượng khởi nguồn chính là dòng sông thần bí kia. Lăng Hàn đã từng tìm hiểu qua đầu nguồn, nhưng đi không được, chỉ có tiểu cốt đi tới, còn bạo phát một trận đại chiến, cuối cùng tiểu cốt bị thương mà quay về. Giống như đúc, trước Lăng Hàn không có thể hồi tưởng lại, là bởi vì thực lực những người ở cổ giới kia quá yếu, hai người căn bản không thể so sánh. Cho đến khi vừa nãy, hắn cảm giác được hai pho tượng ở cửa bắt đầu biến hóa quái lạ, truyền tống ra một luồng lực lượng thần kỳ về phía người chiến đấu ở giữa trường, lúc này mới để hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiển nhiên, người của pháo đại cổ mượn dùng lực lượng càng thêm bí mật, hoặc là nói càng thêm thông thạo, để Lăng Hàn không thể cảm giác, cho đến khi vừa nãy người kia thành nguyện, mới rốt cuộc để Lăng Hàn bắt lấy dấu vết. Đây là một hệ thống tu luyện mới. Nhưng cũng là hệ thống tu luyện để tiểu cốt hận thấu xương, Lăng Hàn không quen biết người nơi này, nhưng hắn nhận thức tiểu cốt, một cách tự nhiên liền đứng bên tiểu cốt. Hơn nữa, cách làm của đám người Tiêu Tuấn quả thực quá rõ ràng. Đối phương mời bọn họ luận bàn là giả, kỳ thực là khoe khoang bản thân mạnh mẽ, sau đó dụ dỗ mọi người cùng bọn họ cộng tu công pháp gì kia. Trên đời này quả thật có người tốt, cái này Lăng Hàn thừa nhận, nhưng có người tốt như vậy, lấy ra công pháp bản thân tu luyện chia sẻ cho người, hơn nữa còn là một đám người xa lạ không biết chút nội tình. Cái này, Lăng Hàn không tin, làm sao cũng không tin. Sự tình ra khác thường tất có yêu dị, lại thêm tiểu cốt, hắn đương nhiên phải quấy rối. Các ngươi không phải khoe khoang mạnh mẽ sao, vậy ta đến đánh đổ các ngươi, nhìn ai mạnh hơn. Vị huynh đệ này còn chưa tin chúng ta mạnh mẽ sao? Tiêu Tuấn Tử Tốn nói, các hạ hẳn là phân hồn cảnh chứ? Tiêu thiếu, người này không liên quan gì đến chúng ta. Đúng, mấy ngày trước chúng ta đã cùng hắn dỗ sạch quan hệ tuyệt đối không nên bởi vì hắn mà phá hoại quan hệ hài hòa giữa chúng ta người bên tần vĩ đều dồn dập nói e sợ cho tiêu tuấn đột nhiên thay đổi chủ ý không chuyện thụ cho bọn hắn bí thuật trong nháy mắt mạnh mẽ lăng hàn cười nhạt nói ta hiện tại là dương hồn hậu kỳ luận cảnh giới cùng tệ sư đệ tương đương tiêu tuấn quay đầu nhìn về phía la hà sư đệ người cùng vị huynh đài này luận bàn một chút đi được la hà đạp bước mà ra nhảy vào giữa trường lăng hàn chắp tay ở trên mặt hắn làm đến không lọt giọt nước, cũng không đề cập chuyện lúc trước từng gặp hệ thống tu luyện như vậy. Tại hạ Lăng Hàn, Lăng Huynh, xin mời. La Hà cũng chắp tay, biểu hiện rất khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ khinh bỉ. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, cũng không có sử dụng thân pháp gì, chính là dưới chân đi nhanh, cấp tốc tiếp cận La Hà. chiêu thứ nhất đã muốn mạnh bạo, đánh giáp lá cả sao. Trong lòng La Hà diễu cợt, hắn xem thường những người tiên vực này, trên mặt làm tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi xem ta một quyền đánh nổ ngươi. Hắn giơ quyền lên, oanh, vung ra, không có bất luận ánh sáng quy tắc gì, không có một phù hiệu đại đạo lấp lóe, nhưng mang theo uy thế cực kỳ đáng sợ chân áp lại. Đây là một loại hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Lăng Hàn cười nhạt, quản ngươi cái hệ thống tu luyện gì, cuối cùng muốn nhìn vẫn là sức chiến đấu. Tay phải của hắn nắm thành quyền, sau đó vung ra. Không nói kết cấu, không giảng đạo lý, chính là một quyền bạo oanh. Oanh, một quyền oanh qua, chỉ thấy thân ảnh của la hà hóa thành một điểm đen nhỏ đụng vào trên vách tường của luyện võ trường cũng còn tốt đây là chuyên môn dùng để chiến đấu có không gian khác bằng không va chạm này nhất định sẽ tạo thành phá hoại lớn dù như vậy cả người la hà vẫn khảm vào trong vách tường liên tục ho khan gương mặt tái nhợt t bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lăng hàn người trong pháo đài cổ khiếp sợ bởi vì bọn họ vững tin đánh nhau cùng cấp bọn họ là vô địch cho dù thấp một cảnh giới nhỏ cũng có thể nghịch chuyển. Nhưng bây giờ thì sao, dưới tình huống đánh nhau cùng cấp, La Hà lại không phải đối thủ của Lăng Hàn. chương 2202, Nguy hại hạ. Điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Mà người bên Tần Vĩ càng thêm khiếp sợ, bọn họ cùng Lăng Hàn thời gian chung đụng càng dài, ai cũng cho rằng hắn chỉ là một dương hồn cảnh phổ thông, hiện tại nhìn thấy hắn đột nhiên phát huy, quả thực khó mà tin nổi. Không ít người càng muốn nện ngược dậm chân, trước lại cùng Lăng Hàn phân chia giới hạn, phải biết đây chính là một vị đế giả. Cái gì là đế giả, thiên tài nhất định có thể thành tiên vương, mới có thể được gọi là đế giả. Bọn họ hối hận đến ruột đều đen, trước bọn họ cùng chung hoạn nạn, chính là cơ hội bồi dưỡng tình cảm tốt nhất, nhưng lại bị chính bọn hắn trả đạp. Lợn, thực sự là ngu xuẩn như lợn A, Lăng Huynh quả nhiên thân thủ bất phàm, tiêu tuấn lộ ra vẻ thận trọng, thu hồi xem thường trong ánh mắt. Một chiêu liền oanh bại la hà, thực lực này rất mạnh. Ta đến lĩnh giáo một hồi, hắn đứng dậy, hắn cao hơn La Hà một cảnh giới nhỏ, tương tự cũng có thể một chiêu đánh bại La Hà, nếu không thì, hắn là vạn vạn sẽ không đi lên tự dước lấy nhục. Đến đây đi, lang hàn từ tốn nói, dụng ý của hắn rất đơn giản, chính là để mọi người biết, không cần thiết đi thờ phụng thần linh gì kia, đạo của tiên vực đồng dạng bác đại tinh thâm, đáng giá cần cù nghiên cứu. Tiêu Tuấn nhảy vào giữa trường, bày ra một tư thế tiến công. Xin mời, xin mời hai người đồng thời nói một tiếng, sau đó công về phía đối phương. Âm, um, âm, um, âm, um, hai người vừa lên chính là đại chiêu, không chút khách khí. Đối với Tiêu Tuấn mà nói, hắn muốn trọng trấn uy danh vô địch của tiên linh, đương nhiên phải mau chóng bắt Lăng Hàn. Mà Lăng Hàn muốn bình định, tự nhiên cũng muốn đánh bại đối phương đến lập uy. Làm hết sức phá hủy nơi này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, hả, Lăng Hàn ngẩn ra. Hắn xác thực muốn quấy tung mưu đồ của đám người tiêu tuấn, nhưng không có dự định giết người. Thiên địa có quy tắc, loại hệ thống tu luyện hoàn toàn khác này, có thể coi là khiêu khích thậm chí phản bội thiên địa, mà một khi người tu luyện loại công pháp này nhiều, thậm chí có thể sẽ dao động quy tắc thiên địa, để vùng thế giới này tan vỡ. Tiểu tháp giải thích, nghiêm trọng như thế, lăng hàn hơi nhướng mày, nguyên bản hắn chỉ thuần túy là muốn quấy rối mà thôi, nếu như dính đến tổn vong của vùng thế giới này, vậy liền thất phu hữu trách. Hắn ủa một hồi nói, hệ thống tu luyện nơi này cùng chúng ta ở cổ giới nhìn thấy hẳn là tương đương, lúc đó tại sao ngươi không nói? Ngươi ngớ ngẩn sao, tiểu tháp xem thường nói, lúc đó trí nhớ của ta mới thức tỉnh bao nhiêu, làm sao có khả năng biết những cái này? Phải, nói thế nào đều là nó có lý, ngược lại, biết tính khí của cái tháp kiêu ngạo này là tốt rồi, không cần để ở trong lòng. Được, vậy liền đánh nổ người này, lăng hàn hét dài một tiếng, sức chiến đấu toàn mở, nhất thời uy mãnh gấp 10 lần vừa nãy hắn phân thần cùng tiểu tháp nói chuyện tự nhiên ảnh hưởng sức chiến đấu hiện tại một khi toàn lực ứng phó như biến thành người khác mọi người không có cái nào không hoa mắt mê mẩn người thực lực kém căn bản bắt giữ không được dáng dấp của hai người huống chi là nói ra hiện tại ai chiếm thượng phong nhưng người thực lực cao thì chẳng ai không lộ ra kinh sợ trước là tiêu tuấn chiếm thượng phong nhưng sau đó lăng hàn như hít thuốc lắc đột nhiên không cách nào hình dung ngược lại đè đánh tiêu tuấn la hà Lan Nhược Chỉ thì đầy mặt không thể tin tưởng, Tiêu Tuấn ở trong mắt bọn họ chính là thiên kiêu vô địch, nhưng hiện tại ở dưới tình huống cảnh giới còn chiếm ưu thế lại không thể áp chế Lăng Hàn, trái lại rơi vào hạ phong. Không thể, làm sao có khả năng? Người phía pháo đại cổ đều kinh hãi đến biến sắc, bọn họ tràn ngập tự tin với công pháp mình tu luyện, tiên linh mình thờ phụng, mà sự thực cũng vô số lần chứng minh, hệ thống tu luyện của bọn họ chính là cao cao tại thượng như thế. Cho rằng bọn người Lăng Hàn là nhóm người đầu tiên lên đảo sao? Sai rồi, đã tới không biết bao nhiêu nhóm, chỉ là sau khi đi tới nơi này, thì từ xưa tới nay chưa từng có ai rời khỏi. Nhưng bây giờ thì sao? Một người ngoại lai, rõ ràng cảnh giới không bằng Tiêu Tuấn, nhưng lại đè đánh Tiêu Tuấn. Phải biết, Tiêu Tuấn là thiên phú tốt nhất trong bọn họ. Ngay cả Tiêu Tuấn cũng bị đánh bại, vậy trong cùng cấp không có ai là đối thủ của Lăng Hàn. Cái này lật đổ cảm giác yêu việt của bọn họ từ trước tới nay, để niềm tin của bọn họ xuất hiện vết rách, tín ngưỡng đối với tiên linh của bọn họ xuất hiện một tia dao động. Tiêu Tuấn gào thét, nỗ lực muốn hòa nhau thế yếu, nhưng tất cả những thứ này chỉ là phí công. Lăng Hàn mạnh hơn hắn, tuy mạnh không nhiều, nhưng đạt tới cấp số của bọn họ, kém một chút cũng có thể là chí mạng. Chiến đến gần nghìn hiệp, Lăng Hàn đá ra một cước, oanh, Tiêu Tuấn bị đá bay ra ngoài, đụng vách tường chặt chẽ vững vàng. Lăng Huynh quả nhiên lợi hại, Tiêu Tuấn sờ sờ ngực vẫn còn khó chịu, miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười lăng hàn cười nhạt nói đa tạ hắn không có nghe tiểu tháp trực tiếp đánh giết đối phương bởi vì đây chính là ở trên địa bàn của đối phương chỉ là cường giả tiên phủ thì có vài tôn vậy vị đảo chủ vẫn đang bế quan kia càng có khả năng là thăng nguyên cảnh giết người chính là hoàn toàn vạch mặt không có đường lui nghe được tiêu tuấn chính mồm chịu thua người phía pháo đài cổ đều ồ lên lâu dài tới nay vẫn thờ phụng tiên linh hầu như trong nháy mắt đổ nát để bọn họ không thể nào tiếp thu được nhưng tiêu tuấn không để ý nụ cười trên mặt trái lại càng nồng. Lang huynh thiên phú võ đạo thực sự là kinh người, mà nếu như Lang huynh chịu sửa tu công pháp của sư phụ ta, ta có thể bảo đảm, thực lực của Lang huynh sẽ càng cao hơn. Mọi người vừa nghe, đều gật đầu, trước mọi người chỉ thờ phụng tiên linh, sức chiến đấu liền lập tức nhảy vọt gấp 4 năm lần, vậy đạo lý đồng dạng cũng có thể sử dụng ở trên người Lang Hàn, đến thời điểm đó hắn sẽ cường đại cỡ nào. Cũng bởi vì như vậy, người phía pháo đài cổ lập tức khôi phục tự tin lần nữa. Đúng vậy, Lăng Hàn mạnh cùng tiên linh của bọn họ mạnh lại có xung đột gì? Chỉ cần Lăng Hàn sửa tin thần của bọn họ, vậy Lăng Hàn còn có thể càng mạnh hơn, há không phải nói rõ sự lựa chọn của bọn họ không có một chút xíu vấn đề sao? Nhìn ánh mắt bốn phía trở nên càng thêm cuồng nhiệt, Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, hành động của hắn vừa nãy xem ra là phí công. Chương 2203: Tín ngưỡng. Một là những người này mê quá sâu, hai là Tiêu Tuấn ứng biến cực kỳ đúng chỗ, bằng không chỉ cần hắn thẹn quá thành giận vậy sẽ để người tăng lên hoài nghi, mà tuyệt đối không phải là cảnh tượng như hiện tại. Có ý tứ, là cái đối thủ, khóe miệng của lăng hàn lộ ra nụ cười, tuy tiểu tháp nói rất đáng sợ, nhưng muốn giao động cơ sở của một thiên địa, vậy cần bao nhiêu người sửa tu công pháp này, chỉ là ba mươi mấy người hiện tại này. Muối bỏ biển, vậy thì tới chơi a à, để hắn đại náo một hồi, tốt nhất là để Lữ Hải Dung đi tới nơi này, quét ngang tất cả. Đối với vùng thế giới này mà nói, người ở pháo đài cổ tương đương với sâu mọt, sẽ ảnh hưởng đến thiên địa tồn tại, tuy hiện tại là lầu cao vạn trược, tuyệt đối không phải mấy con sâu mọt nhỏ này có khả năng phá hoại, nhưng nếu không mau mau dẫm chết, ai biết bọn họ sẽ phát triển lớn mạnh đến mức nào. So với hơn 30 người hiện nay, bị đám người tiêu tuấn đầu độc, sẽ có bao nhiêu người dự định chuyển tu. Loại côn trùng có hại này, phải lập tức tiêu diệt. Tiêu thiếu, cầu dạy tiên pháp, có người kêu lên, cầu dạy tiên pháp, càng nhiều người gọi, trên mặt tiêu tuấn lộ ra vẻ hơi đắc ý, cục diện nguyên bản có khả năng hỏng bét, ở dăm ba câu của hắn liền trở về quỹ đạo, để hắn không nhịn được muốn khen mình. Không cần phải gấp gáp, gia sư có ý nguyện to lớn truyền pháp thiên hạ, chắc chắn sẽ không mang ký tự chân. Hắn mỉm cười nói, có vẻ cực kỳ thành khẩn, điều này làm cho người ngoại lai đều cực kỳ cảm động, chỉ cảm thấy đảo chủ nơi này thực là người tốt nhất trên đời, diệu pháp vô thượng cũng vô tư truyền thụ, tuyệt đối tìm không ra người thứ hai như vậy. Nhưng trong lòng Lăng Hàn cười gần, nguyên bản hắn có chút kỳ quái tại sao tiêu tuấn nhất định phải dạy pháp môn của sư môn ra ngoài nhưng trải qua tiểu tháp giải thích lăng hàn liền biết đây là một loại xâm lấn một khi thành công vậy đối với tiên vực không đối với tiên vực cổ giới cùng hết thảy tiểu thế giới đều là tai ương ngập đầu dựa theo tên này nói cái gì đảo chủ đang lúc bế quan không cách nào quyết đoán có cho phép bọn họ đốn củi rời đi hay không kỳ thực vốn là giả mục đích chính là không cho bọn họ rời đảo người sẵn lòng tu tập công pháp của sư phụ ta mời đi theo ta tiêu tuấn cao giọng nói nhất thời ào 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 hầu như tất cả mọi người đều đi theo ngoại trừ lăng hàn lăng hàn kinh ngạc ngay cả tần vĩ cũng bị đầu độc rất nhanh người nơi này đều đi hết ngoại trừ lăng hàn liền chỉ có lan nhược chỉ nữ tử quyến rũ này còn lấy một loại tư thế uyển chuyển ngồi hai tay khoát lên trên ghế dựa để ngực có vẻ càng thêm lồi ra khóe miệng của nàng ngậm lấy một nụ cười trong nghị nhãn thì toàn bộ là vẻ khiêu chiến. Lăng Hàn không giống những người khác, dễ dàng liền mắc câu, điều này làm cho nàng bắt đầu hứng thú, muốn tự tay kéo Lăng Hàn vào một phương bọn họ, mà sau khi thành công, nàng sẽ thu hoạch được phi tử thứ 17. Không sai, nàng yêu thích đùa bỡn nam nhân, chỉ cần gặp nam nhân nàng coi trọng, mặc người thiên kiêu làm sao cũng không cách nào chống lại mị lực của nàng. Lăng thiếu thực sự là lợi hại, ở trên đảo nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh chiến bại ở đánh nhau cùng cấp nàng nũng nịu nói, âm thanh như chuông bạc, cực kỳ êm tai. lang Hàn khẽ mỉm cười nói, người như ta, ở Đông Tiên vực ít cũng có mười mấy hai mươi cái, Tây Tiên vực thì càng nhiều hơn. Quản hắn có hay không, trước tiên thổi lại nói, Lan Nhược chỉ kiều mị nở nụ cười. Lăng Thiếu, vừa nãy Đại sư Huynh hỏi ngươi, có nguyện ý vào sư môn ta hay không, truyền thụ vô thượng diệu Pháp, để ngươi ở dưới tình huống cảnh giới bất biến, sức chiến đấu chỉ ít tăng lên gấp 10 lần không phải nói lệnh tôn có ý nguyện phổ biến pháp môn sao làm sao còn muốn gia nhập các ngươi lang hàn cười nói phổ pháp là phổ pháp nhưng diệu pháp chân chính chỉ có một bộ phận người chủ yếu nhất mới có thể học lăng thiếu ngươi nói đúng hay không lan nhược chỉ đột nhiên ưỡn cao người thời điểm nói đến câu sau cùng nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm lên ngực dưới vải vóc căng thẳng đỉnh núi tròn trịa của nàng lộ ra đường cong cực kỳ mê người lang hàn làm như không thấy nói dung mạo nàng thúc ngựa cũng không sánh được nữ hoàng cùng hổ nữ, nói khí chất, nữ hoàng bỏ nàng mấy trăm con phố, nói quyến rũ, nhu yêu nữ cho nàng hít khói mấy tinh cầu. Ngay cả nhu yêu nữ hắn cũng không động tâm, huống chi là mặt hàng này. Trong lòng lăng hàn thay đổi thật nhanh, muốn hắn lấy sức một người phá hủy hòn đảo này, đây là sự tình hoàn toàn không hiện thực. Như vậy, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Thứ nhất chờ đợi Lữ Hải Dung đến, sau đó san bằng nơi này. Thứ hai, hắn trước tiên lá mặt lá trái, sau đó nhân cơ hội tạo thuyền rời đi, sau này lại trở về diệt nơi này. Bất kể nói thế nào, hiện tại hắn không thể trở mặt với đối phương. Bởi vậy, Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, hiện tại ta đúng là có chút hứng thú. Lan Nhược chỉ lộ ra nụ cười đắc ý, nàng tự tin mị lực vô địch, Lăng Hàn làm sao có khả năng ngang hàng. Đây cũng thật là nàng ếch ngồi đáy giếng, trên hòn đảo nhỏ này, tổng cộng mới bao nhiêu người. Nàng xác thực dung mạo xinh đẹp, quyến rũ, dĩ nhiên là thành một đóa hoa độc nhất vô nhị nhưng phóng tới đông tây tiên vực, tuy nàng vẫn có thể xưng là mỹ nhân, nhưng cách tuyệt sắc còn xa lắm. Hết cách rồi, ai bảo nàng chưa từng thấy mỹ nữ chân chính, tự nhiên cho là mình đẹp lật trời. Đến, lăng thiếu, ta mang ngươi đi dạo, nàng mời nói, nàng phải vui mừng, hiện tại hổ nữ chưa xuất hiện, bằng không khẳng định trực tiếp một cái tát quất tới. Lăng hàn gật gù, vừa vặn cũng muốn tìm hiểu hòn đảo này một chút. Hai người trước tiên xoay chuyển ở trong pháo đài cổ, trước bọn họ bị hạn chế khu vực hoạt động, nhưng hiện tại có con gái đảo chủ dẫn đường, tự nhiên là một đường thông hành. Ô, nơi này là thông hướng nào? Lăng Hàn chỉ vào một cửa đá nói. Trước gặp phải địa phương có cổng ngăn cản, Lan Nhược chỉ sẽ trực tiếp đẩy cửa ra, nhưng đối với phiến cửa đá này lại làm như không thấy. Lăng Hàn quan sát tỉ mỉ phiến cửa lớn này, phía trên lại có từng đạo từng đạo trận văn, hiển nhiên có bảy trận pháp, nếu không thể lập tức mở ra trận pháp, trận pháp này không phải công kích, mà là cảnh báo chương 2204, Thú Triều Thượng. Lan Nhược chỉ quyến rũ nở nụ cười, nói, cái này, chờ ngươi thực sự trở thành người của chúng ta, mới có tư cách biết. Thần bí như vậy, Lăng Hàn giả vờ hiếu kỳ, hi hi, Lan Nhược chỉ rất bí mật, không có tiết lộ tí tẹo, ngược lại lôi Lăng Hàn rời đi. Sau đó, Lăng Hàn hết lần này tới lần khác kéo câu chuyện vòng trở về, nhưng Lan Nhược chỉ đều lấy lý do tương đồng thoái thác, chỉ có thực sự trở thành người của pháo đại cổ, mới có tư cách biết bí mật hai người một đường cất bước rất nhanh liền đi dạo toàn bộ pháo đài cổ hả lăng hàn đột nhiên cau mày hắn cảm ứng được một luồng khí thức dị dạng làm sao lan nhược chỉ không cảm giác chút nào ha 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 không hổ là thiên tài trong thiên tài nhanh như vậy liền phát hiện sự tồn tại của ta trong tiếng cười dài chỉ thấy một nam tử vóc người thon dài từ phía sau một trụ đá to lớn đi ra tứ thúc lan nhược chỉ vừa thấy vội cung kính hành lễ lăng hàn cũng đánh giá tên nam tử kia Giáng dấp rất trẻ tuổi, tóc đen tùy ý xóa tung, tướng mạo rất anh tuấn. Thêm chốt là, thực lực của người này rất mạnh, cho Lăng Hàn một loại cảm giác sâu không lường được. Nghe nói có người đánh bại tiêu tuấn, ta liền tới xem một chút. Nam tử trẻ tuổi này nói, ở tiên vực tướng mạo là không thể nói rõ tuổi tác, có thể một ông lão tóc trắng xóa gọi một tiểu tử chưa ráo máu đầu là tổ ra ra. Đây là Lăng Hàn, Lan Nhược chỉ giới thiệu, vị này chính là tứ thúc của ta, Lan Thiên Vũ lăng hàn hơi chắp tay nói lan đại nhân lan thiên vỗ chỉ tay một cái vù hắn lấy ra một vòng tròn lồng ba người bọn họ lại ở lăng hàn xem ra thế giới phóng to vô hạn hắn lập tức xuất hiện ở trong một thảo nguyên bao la vô biên mà từ ngoại giới đến xem rõ ràng là ba người lăng hàn cấp tốc nhỏ đi so với hạt gạo cũng không biết nhỏ hơn bao nhiêu lần đây là một không gian thần khí nhưng không phải trực tiếp thu người vào mà là ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh lăng hàn có thể trực tiếp phi thân rời đi chỉ cần vừa ra khu vực này hắn có thể trở về hình dáng ban đầu hắn có chút khó chịu tuy hắn không sợ khiêu chiến nhưng hành vi không trải qua sự đồng ý của hắn liền trực tiếp kéo người vào khu vực chiến đấu lại làm cho hắn phản cảm mãnh liệt người như thế thích ăn đòn đến lĩnh giáo một hồi lan thiên vỗ bay nhào ra giết về phía lăng hàn hắn tu đương nhiên là một loại hệ thống võ đạo khác một trường vỗ gia không có đại đạo gợn sóng không có ánh sáng quy tắc chỉ có một đạo hắc quang quấn quanh ở trong lòng bàn tay, tỏa ra khí tức cực kỳ tà ác, nhưng lại mạnh mẽ đến kinh người. Lăng Hàn ngưng lại song quyền, tiến lên ninh tiếp, oanh oanh oanh, hai người triển khai ác chiến, trong nháy mắt ngăn ngắn liền trao đổi mười mấy chiêu. Lan Nhược chỉ nhìn mà mắt mê thần trì, tuy nàng cũng có thực lực đế giả, nhưng vẫn có một loại cảm giác không cách nào thấy rõ chiến đấu. Hai người này đều quá mạnh mẽ, Lan Thiên Vũ mạnh mẽ, nàng tự nhiên rõ ràng, nhưng làm cho nàng chấn kinh là Lăng Hàn, lại có thể cùng lan thiên vũ đánh bất phân thắng bại phải biết lan thiên vũ so với tiêu tuấn là mạnh hơn một đoạn nàng biết lăng hàn đánh bại tiêu tuấn nhưng tuyệt không cho là lăng hàn có thực lực ngang hàng lan thiên vũ nhưng bây giờ thì sao sự thực thắng hùng biện làm cho nàng trừng mắt càng làm cho nàng cảm xúc mãnh liệt nàng yêu thích nam nhân mạnh mẽ sẽ có một loại cảm giác chinh phục cực kỳ tươi đẹp đáng tiếc tuy lúc trước thanh niên trẻ tuổi đại thúc tuổi trung niên lưu lạc đến đảo không thiếu anh chàng đẹp trai nhưng thực lực người nào cũng không có mạnh bằng nàng. Hiện tại chạy đến một lăng hàn, nhất thời làm cho nàng cháy rừng rực. Âm, um, âm, um, âm, um, lăng hàn cùng lan thiên vũ còn đấu đối diện, bọn họ có lúc lấy nhanh đánh nhanh, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt liền trao đổi mấy chục chiêu, có lúc lại đánh rất chậm, đứng song song ba bốn tức thời gian mới sẽ nổ ra một đòn. Nhưng trên thực tế, tốc độ ra chiêu càng chậm, trình độ hung hiểm liền càng cao, song phương đều phóng đại chiêu, lực sát thương tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, hung hiểm này kỳ thực là nói với Lan Thiên Vũ, thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ, trong phân hồn cảnh căn bản không có người giết được hắn, nếu không phải hắn không muốn lộ lá bài tẩy của mình ra ngoài, hắn hoàn toàn có thể cùng đối phương lấy tổn thương đổi tổn thương. Như vậy Lan Thiên Vũ sẽ phát hiện, hắn vết thương đầy giấy, cách cái chết không xa, nhưng Lăng Hàn là đánh giấm cũng không có. Lan Thiên Vũ xác thực mạnh hơn Tiêu Tuấn, hơn nữa còn không phải nhỏ tí tẹo, dành cho Lăng Hàn lực áp bách rất lớn. Theo Lăng Hàn phỏng chừng, sức chiến đấu chân thực của người này tương đương với địa hồn đỉnh cao sau đó lấy ra lực lượng tiên linh sức chiến đấu bão tố tiến vào thiên hồn sơ kỳ thậm chí trung kỳ vậy thì đủ để ngang hàng lăng hàn thậm chí muốn hơn một chút vì lẽ đó đây mới là nguyên nhân trên đảo nhiều đế giả hoàng giả kia đều không phải sức chiến đấu chân chính của mình tứ thúc gần đủ rồi chứ lan nhược chỉ ở một bên kêu lên được lan thiên vũ ngừng tay trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghế tuy trên tình cảnh vẫn khó phân cao thấp nhưng hắn có đầy đủ tự tin, không cần mấy chiêu hắn sẽ chiếm ưu thế. Mà hắn tin tưởng, Lăng Hàn cũng rõ ràng điểm ấy. Nếu chiếm thượng phong, hắn tự nhiên cũng vui vẻ ngưng chiến, dù sao mục đích hắn cùng Lăng Hàn giao thủ không phải đánh giết người trẻ tuổi này, mà làm cho đối phương biết nơi này còn có người có thể áp chế hắn. Lăng Hàn cũng khẽ mỉm cười, luận chiến lực xác thực Lan Thiên Vũ hơi mạnh hơn một tí, đó là bởi vì cảnh giới của mình thấp. Mà luận thực lực chân thật, hắn một tay liền có thể chơi chết đối phương. Dựa vào ngoại lực, thắng thì có ích lợi gì? Hiện tại người xác thực có thể mượn lực, nhưng có thể luôn mượn được sao? Có thể bảo đảm ở mỗi một góc của tiên vực đều được. Có thể bảo đảm ở tiên vương vẫn mượn được. Cái này lang hàn không tin. Lực lượng mượn được này tuyệt đối không phải đến từ thiên địa, mà là một nhân vật mạnh mẽ nào đó, tỉ như tiên vương tầng 9. Nhưng tiên vương tầng 9 cũng không phải vạn năng, tỉ như một vị tiên vương tầng 9 muốn mượn lực. Mượn thế nào a à? so với loại này, Lăng Hàn càng thêm tin tưởng thực lực của bản thân mình. Mục đích của Lan Thiên Vũ đạt đến, hắn cười ha ha, nghênh ngang rời đi. chương 2205, Thú Triều Hạ. Lăng Thiếu, không cần để ở trong lòng, thứ nhất cảnh giới của tứ thúc trên ngươi, thứ hai ngươi còn không có được tiên linh chúc phúc, bằng không ngươi cũng có thể mượn dùng tiên linh lực, tuyệt đối sẽ không yếu hơn tứ thúc. Lan Nhược chỉ an ủi, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, nếu sinh tử đối chiến, hắn có thể bảo đảm, người chết nhất định là Lan Thiên Vũ, chỉ là lời này không cần phải nói, thứ nhất Lan Nhược chỉ sẽ cho rằng hắn không thua nổi, thứ hai hắn cũng không muốn lộ ra ngoài lá bài tẩy của mình. Lăng thiếu, chúng ta đi chuẩn bị nghi thức tế bái đi, nói không chắc, cha ta cũng sẽ thưởng thức thiên phú của ngươi, thu ngươi làm đồ đệ cũng không nhất định. Lan Nhược chỉ nói, tựa hồ cho rằng Lăng Hàn đã trốn không thoát cảm bẫy dịu dàng của nàng. Trong lòng Lăng Hàn hơi động hỏi, đảo chủ đại nhân là tu vi gì? Lan Nhược chỉ hơi do dự một chút, nhưng vẫn trả lời cha tương đương với cường giả thăng nguyên cảnh. Thăng nguyên, lang Hàn âm thầm gật đầu, thực lực của đảo này không đơn giản, phóng tới đông tiên vực, vậy thì là thế lực tứ tinh hàng thật đúng giá, tương đối mạnh. Ở dưới sự hướng dẫn của Lan Nhược Chỉ, Lăng Hàn đi tới một gian phòng của pháo đài cổ, đám người tần vĩ cũng ở nơi này. Mọi người đều đang chờ, phải trước tiên tắm rửa đốt hương, ba ngày sau mới có thể chính thức bái vào dưới chướng vị tiên linh kia. Lang Hàn biết một chút quy trình, trong quá trình này, Hắn phải kính dâng ra một tia thần hồn cho vị tiên linh kia, chỉ là một chút xíu mà thôi, chắc chắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng với bản thân. Nhưng cái này là lang hàn tuyệt đối không thể tiếp thu. Đầu tiên, muốn tu một cảnh giới đến đỉnh cao, thần hồn nhất định phải duy trì tính hoàn chỉnh tuyệt đối. Thứ hai, trên đời này có rất nhiều tà thuật, cần mượn máu tươi cùng thần hồn đến triển khai. Phân ra một bộ phận thần hồn của mình đến giao cho người khác, chẳng khác gì là giao tính mạng của mình vào tay người khác. Như vậy sao được, quả nhiên cái gì phổ pháp, cái gì tiên linh, đều là giả, trên đời này nào có cơm trưa miễn phí. Nhưng nhìn đám người tần vĩ, lại từng cái từng cái không để ý chút nào, khát vọng đối với thực lực tăng lên đã vượt qua tất cả. Với bọn họ mà nói, kiếp này đừng nói tiên vương, ngay cả thăng nguyên, tiên phủ cũng chưa chắc có thể đạt đến, vậy bọn họ hà tất lưu ý thần hồn hoàn chỉnh. Còn mạng nhỏ bị người chế trụ, vậy bọn họ căn bản không có nghĩ tới. Hiện tại trong đầu bọn họ đều là cơ hội tăng thực lực lên dễ như ăn bánh, các vị, các người thật tin tưởng sẽ có sự tình tiện nghi như thế. Thừa dịp chỉ có đám người bọn họ tính tọa, Lăng Hàn mở miệng nói. Hắn không muốn cứu giúp những người này, chỉ là muốn thêm phiền cho phía pháo đài cổ. Lăng Hàn, người đây là ý gì? Có người lập tức nhảy lên, lẽ nào người muốn mình độc hưởng tiên linh chúc phúc sao? Lăng Hàn kinh ngạc, dụng ý của mình lại bị người xuyên tạc như vậy. Người đã là đế giả, có thể nói cùng cấp vô địch, coi như chúng ta đạt được tiên linh chúc phúc cũng không thể mạnh hơn ngươi, hà tất còn muốn đố kỵ chúng ta. Phải, ta ghét người như ngươi, thấy người khác được liền ganh tị, cái gì đế giả chứ, khí lượng hẹp hòi, ta phi. Mọi người ỷ có tần vĩ tỏa chấn, nói chuyện đều không chút khách khí, ngược lại sau này bọn họ ôm chính là bắp đùi của tiên linh, lăng hàn có phải là đế giả, có được tiên vương chúc phúc hay không lại cùng bọn hắn có quan hệ gì. Không có khát cầu, bọn họ tự nhiên cũng có thể ở trước mặt lăng hàn thẳng tắp sống lưng. Cái này thật giống như nhen lửa nhiệt tình của mọi người, bọn họ bắt đầu mồm năm miệng mười thảo phạt lăng hàn thật giống như lăng hàn đã làm việc tội ác tay trời gì mỗi cách một canh giờ liền sẽ có người đi vào một nén hương mà thời điểm đổi hương liền gặp có người lặng lẽ kéo người đổi hương kia không biết nói cái gì người đổi hương rời đi vẻn vẹn chỉ một hồi liền gặp tiêu tuấn xuất hiện nhìn lăng hàn vẫy vẫy tay nói lăng huynh mời đi ra nói vài câu trong lòng lăng hàn khẳng định hắn là bị bán đứng ngược lại xem xem đối phương sẽ làm sao hắn đứng lên cùng tiêu tuấn sóng vai đi ra ngoài lang huynh người còn nghi hoặc tín ngưỡng thần linh của chúng ta sao tiêu tuấn tử tốn nói tự nhiên không có lang hàn đẩy sạch sành xanh nhưng có người nói với ta tựa hồ quyết tâm của lang huynh không quá kiên định tiêu tuấn cười nói tiêu huynh là tin tưởng ta hay tin tưởng một cặn bã lang hàn hỏi ngược lại tiêu tuấn không khỏi trầm ngâm một lát sau hắn đột nhiên cười ha ha nói ta đương nhiên tin tưởng lang huynh lang hàn chỉ mỉm cười quản đối phương có tin hay không, ngược lại đến thời điểm đó hắn nhất định sẽ đại náo một hồi, sau đó tiến vào hắc tháp tránh tai nạn. Cường giả thăng nguyên cảnh là không có cách nào làm gì được hắc tháp, mà hắn phải chú ý chính là tuyệt đối không thể ở trước khi tiến vào hắc tháp liền bị người làm thịt. Âm, um, đúng lúc này, toàn bộ hòn đảo đều chấn động, thật giống như phát sinh địa chấn. Tiêu tuấn đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra kinh sợ. Không được, thú triều đột kích, ô, oh, đúng lúc này, một tiếng kèn lệnh quái lạ vang lên, Nhất thời, toàn bộ pháo đài cổ đều kinh động, đều đi ra. Thú triều đột kích, Tiêu Tuấn chạy vào tĩnh thất, hét với mọi người: Cái thú triều gì? Trong vô tận hải vực cũng có thú triều, chưa từng nghe nói a? À, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có vẻ cực kỳ không rõ, từng cái từng cái vô cùng mờ mịt. Ít nói nhảm, đều đi ra cho ta. Tiêu Tuấn lớn tiếng kêu lên, thái độ như vậy không khỏi để rất nhiều người bất mãn. Trước đều là một bộ quý khách, để bọn họ rất thoải mái, nhưng hiện tại thay đổi thái độ la hét với bọn họ, cái chuyển biến này cũng quá lớn đi. Trong lòng Lăng Hàn cười gần, phía pháo đài cổ khách khí như vậy, chỉ là muốn bọn họ sửa tu một loại hệ thống tu luyện khác, trước khi không có đạt đến mục đích tự nhiên sẽ vô cùng nhiệt tình. Nhưng lần này thú chiều xuất hiện, tựa hồ quấy dày bọn họ sắp xếp. Chống đỡ không nổi thú chiều, mọi người đều phải chết. Tiêu Tuấn lại nói một câu, lời này liền tràn ngập lực sát thương, tất cả mọi người như lửa thiêu mông tự nhảy lên, dồn dập chạy ra phía ngoài. lang Huynh, kính xin toàn lực ứng phó. Tiêu Tuấn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Lăng Hàn cười cợt nói, cùng hội cùng thuyền, tự nhiên là đồng tâm hiệp lực. chương 2206, Cương Nguyên Lục Kim. Được, hai người đi ở phía sau cùng, thời điểm bọn họ đi ra pháo đài cổ, chỉ thấy người trong pháo đài đều đã điều động, lao về phía tây. Đang đồ đảo ba mặt đều là vách núi treo leo, có bầy sát trận, thú chiều là giết không vào, chỉ có thể từ bờ tây xung kích. Tiêu Tuấn giải thích một câu, thân hình hóa thành một làn khói, theo đoàn người mà động. Lăng Hàn cũng động, nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu có thể bày xuống sát trận ở ba mặt, tại sao không thể bày ở bốn phía? Như vậy rất có khả năng là ba một thả, cố ý để người gặp khó khăn bồng bềnh trên biển có thể lên đảo, truyền bá tiên linh của bọn họ. Còn có, vừa nãy bọn người tần vĩ là kinh ngạc vì sao trên biển sẽ có thú chiều. Những người này vẫn qua lại ở trong vô tận hải vực, kinh nghiệm không ít, nhưng ngay cả bọn họ cũng xưa nay không biết trên biển sẽ có thú chiều, tại sao ở hòn đảo này liền phát sinh cơ chứ? Ở trên hòn đảo nhỏ này, đến cùng còn cất dấu bí mật gì? Lăng Hàn đột nhiên trở nên hết sức tò mò, ở trong tâm tư của Lăng Hàn bay tán loạn, hắn đi tới bờ tây của hòn đảo. Vừa tới nơi này, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa khiếp sợ, quá đồ sộ, hàng vạn sinh vật trong biển đang vọt về phía hòn đảo, có đã tiếp cận, đang phát động công kích. Tỷ như, một hải tượng cao tới ngàn trượng đang dùng thân thể to lớn va chạm hòn đảo, chỉ va chạm, toàn bộ hòn đảo đều run lên, thật giống như bị đụng gãy. Lại tỷ như, một đại long hà đang dùng song kiềm vung chém lên bờ, trên kìm có từng viên từng viên đạo phù, óng ánh phát quang. Có điều, trên đảo đã sớm tổ chức phòng tuyến thứ nhất, ngăn cản những sinh vật biển này xâm lấn. Hơn nữa, đừng xem số lượng sinh vật biển rất nhiều, rất lớn, nhưng chất lượng không đồng đều, ít có mạnh mẽ. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói bọn chúng chỉ là chạy tới chịu chết mà thôi. Trên đảo có một quyền oanh qua, ngọn lửa màu đen sôi trào, một quyền liền có thể thuấn sát mấy chục con sinh vật biển. Có người một kiếm xẹt qua, kiếm khí màu đen đầy trời, máu tươi bão tố, sinh vật biển ngã xuống liên miên liên miên. Đương nhiên, cũng có sinh vật biển mạnh mẽ xuất hiện, tỉ như một con ếch lớn màu vàng óng, miệng phun một cái, kim quang đánh ra, hóa thành mũi tên màu vàng, xèo 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 đánh rơi, lúc này liền để nhiều đảo dân trọng thương ta đến, trong một tiếng hét, chỉ thấy Lan Thiên Vũ giết ra ngoài, cản lại con ếch lớn này, triển khai ác chiến. Mà ở trên bờ Tây, khắp nơi đều có ác chiến đang phát sinh. Thực lực sinh vật biển tranh lệch rất lớn, nhưng cũng không thiếu cấp bậc cường giả, một con trai lớn tu vi tiên phủ cảnh, vỏ trai đóng hợp, hình thành bão tố, có thể phá hủy tất cả. Có cá sấu xanh sáu chân, há mồm phun ra từng ký tự, có thể rung trời nát đất. Khắp nơi đều đang ác chiến, không ai có thể rãnh rỗi, mà đáng sợ chính là, còn có sinh vật biển cuồn cuộn không dứt đang từ nơi sâu xa trong biển lao đến. Thật giống như, người trên đảo này giết Long Vương của bọn chúng, hiện tại bọn nó đến báo thù, rất liều lĩnh. Vẹn vẹn chỉ một ngày, bên bờ hòn đảo đã chất đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ hải vực phụ cận, có điều, chết cơ bản là sinh vật biển, phương nhân loại tử vong đến hiện tại vẫn là không. Nhưng nhìn nguyên lực của đám người tần vĩ đã không chống đỡ nổi, hơn nữa không ngừng dùng lực lượng quy tắc, thần hồn của bọn họ cũng uể oải không thể tả, bất cứ lúc nào sức chiến đấu cũng có thể từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực. Cường độ chiến đấu quá lớn, bằng không lấy tiên nhân tích lũy nguyên lực, chỉ ít có thể liên tục chiến đấu 2 năm trở lên. Ngẫm lại trước đó gặp phải sóng thần thì biết rồi, cũng chỉ mấy trăm lần mà thôi, thì có người bị trận pháp hút khô, thoát lực ngã xuống. Trái lại phía pháo đài cổ, lại người người thần thái sáng láng, hoàn toàn không nhìn ra có vẻ không chống đỡ nổi. Đây chính là diệu dụng của một loại hệ thống tu luyện khác, hay là chỗ tốt của tín ngưỡng tiên linh kia. Ồ, lực lượng hiến tế, tiểu tháp đột nhiên mở miệng, hiến tế, lăng hàn hơi nhướng mày, hắn tự nhiên nghe nói qua hiến tế. Tỷ như một địa phương đại hung nào đó, sau khi hiến tế liền có thể tiêu trừ hung khí, thời điểm ở cổ giới, trụ thiên hoàng vì lấy cửu kiếp kiếm, cũng hiến tế quy mô lớn, đánh tan sát khí của cửu kiếp kiếm. Nơi này cũng hiến tế, đương nhiên là hiến những sinh vật biển này, vậy tế là cái gì đây? Tiểu tháp không nói nữa, mà vận chuyển hắc tháp, nhất thời, một luồng lực lượng hào hùng phun trào, trí cao vô thượng, để hết thảy sinh vật biển đều run lên, đồng thời đình chỉ công kích. Trong vô tận hải vực, sinh linh hầu như không có khai hóa linh trí, chỉ ở dưới trạng thái nguyên thủy. Nhưng càng nguyên thủy, những sinh linh này đối với nhân vật mạnh mẽ liền càng mẫn cảm, hắc tháp đối với chúng nó mà nói chính là trí cao vô thượng. Có điều, cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, lực lượng hắc tháp lay động qua, sinh vật biển lại khôi phục tính hung ác, một lần nữa triển khai đánh mạnh mặc dù tiểu tử ngươi là tai tinh nhưng vận may tựa hồ cũng tốt đến kỳ lạ tiểu tháp mở miệng ngươi là muốn khen ta sao lang hàn cười nói da mặt của ngươi thật đủ dày ha ha tiểu tháp dừng một chút nói ở dưới hòn đảo này có một đạo thiên địa bản nguyên cái gì lang hàn lấy làm kinh hãi thật sự hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi tiểu tháp tuy tên này kiêu ngạo khinh người nhưng thật giống như vẫn không có tiền lệ mở chuyện cười càng sẽ không cầm chuyện như vậy lừa gạt hắn loại hình gì, hắn liền vội vàng hỏi. Hệ kim, tiểu tháp nói, cương nguyên lục kim, hệ kim, trong lòng lăng hàn không khỏi hơi động, hắn đã có ba đạo thiên địa bản nguyên, phân biệt là hỏa, thủy cùng mộc, nếu hiện tại có thể thu được một đạo thiên địa bản nguyên hệ kim, vậy hắn cách lấy được chín đạo thiên địa bản nguyên hoàn thành phân hồn cảnh sẽ gần thêm một bước. Chờ đã, mới vừa rồi ngươi còn nói đến hiến tế. Chẳng lẽ, hiến tế là vì thu được cương nguyên lục kim? Bản tính của kim là rất sắc bén, cho nên muốn thu lấy đạo thiên địa bản nguyên này, tất nhiên phải trước tiên đánh tan khí tức sắc bén của cương nguyên lục kim, bằng không đây chính là tương đương với khí thế cuồng bạo của tiên vương, thăng nguyên cảnh cũng không thể chống đối. Còn có, người trên biển chưa từng nghe nói thú triều, nhưng ở đây lại đột nhiên bạo phát. Điều này nói rõ, thú triều này có khả năng cực cao là người tạo thành, mục đích chính là vì thu được đủ vật phẩm hiến tế. Trường 2207, tình địch, tuy vẫn không có chứng thực, nhưng nếu như nơi này thật sự có một đạo thiên địa bản nguyên, hơn nữa còn là thuộc tính kim, vậy suy đoán như vậy 99% sẽ không sai. Lăng Hàn dừng lại tâm tư bay tán loạn, hỏi tiểu tháp. Vậy bây giờ đạo thiên địa bản nguyên này đã đến thời điểm có thể thu lấy chưa? Sắp rồi, tiểu tháp nói, hiến tế như vậy chỉ ít kéo dài chừng trăm vạn năm, khí tức sắc bén đã rơi xuống đáy vực, khả năng lần này, hoặc hai ba lần nữa, là có thể thu lấy. Có điều, có thể thành công hay không, vậy còn phải xem vận khí tiêu trừ khí tức sắc bén đây chỉ là bước thứ nhất thắng được cơ hội tiếp xúc đến thiên địa bản nguyên nhưng hoàn toàn không có nghĩa là có thể thu lấy bất quá không có cơ hội ló mặt vậy thì càng không có khả năng thu lấy nghe lan nhược chỉ nói bọn họ đi tới nơi này chỉ mấy triệu năm như vậy khả năng cực cao là bọn họ phát hiện nơi này có cương nguyên lục kim trước cho nên mới định cư ở đây sau đó trải qua rất nhiều năm nghiên cứu mới nghĩ ra biện pháp hiến tế này Tuy ta còn chưa từng thấy tên đảo chủ kia, nhưng từ hành động của hắn đến xem, hẳn là một người thông minh bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Hơn nữa, một bộ hệ thống tu luyện khác này nói không chắc có gì đó quái lạ, có thể thu lấy thiên địa bản nguyên cũng không nhất định. Ta vốn dự định đại náo một hồi, nếu có thể phá hoại đảo chủ kia thu lấy cương nguyên lục kim, thậm chí chính ta thu lấy, vậy ngược lại không tệ. Ánh mắt lăng hàn sáng ngời, hắn không thể ngăn cản trận hiến tế này, tuy đế giả phân hồn cảnh rất mạnh, nhưng gặp gỡ tiên phủ vẫn đánh không lại huống chi đối phương còn có cường giả thăng nguyên cảnh coi như hắn lấy ra độc quả của ban hồng thanh trúc cũng không thể kiến công như vậy không bằng đổ thêm dầu vào lửa mình thu lấy thiên địa bản nguyên kia liền làm như thế lăng hàn hét dài một tiếng sức chiến đấu toàn mở chỉ thấy một tên nam tử đột nhiên vọt lại một kiếm cắt chém về phía hắn chết lăng hàn có rất nhiều kẻ thù nhưng một người từ trước tới nay chưa từng gặp qua lại hạ sát thủ với mình vẫn để cho hắn cực kỳ kinh ngạc hắn tùy ý đá ra một cước, keng, trường kiếm của người đánh lén kia liền tuột tay bay đi. Đó là một tiểu bạch kiểm, da rẻ nhẫn nhụi đến có thể làm cho rất nhiều nữ nhân đố kỵ, tướng mạo cũng tương đối anh Tuấn, bất quá thực lực có chút kém, nhiều nhất chỉ là tứ trảm. Lăng Hàn thần tình lạnh nhạt nói, tại sao muốn giết ta, ngươi là tình địch của ta, giết ngươi không nên sao. Tiểu bạch kiểm kia nghỉnh cổ lên nói, tình địch, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn lúc nào có thêm một tình địch như thế. Chờ chút, Lan nhược chỉ, hắn không khỏi lắc đầu nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, thật sao, tiểu bạch kiểm kia cũng không ra tay nữa, đi lên trước hai bước. Ngươi thật sẽ không cùng ta tranh cướp nhược chỉ, nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên ra tay, tay phải hóa thành chảo, tàn nhẫn tóm tới ngực của Lăng Hàn. Tiểu tử này cũng thật âm, Lăng Hàn lại đá một cước, đá vào giữa hai chân của tiểu bạch kiểm kia. Ừ, tiểu bạch kiểm gào lên đau đớn, thân thể không khỏi mềm nhún, hai tay che hạ bộ, mồ hôi lạnh trên trán từng tầng từng tầng chảy xuống thật là nhìn không ra vóc người trắng nõn nà nhưng tâm đen như thế lăng hàn nói tiểu bạch kiểm đã nói không ra lời một cước này không chỉ lực lượng rất lớn còn vận dụng một tia quy tắc thiên địa đối với lăng hàn mà nói là một tia nhưng đối với một tên tứ trảm mà nói một tia này như bài sơn đảo hải trên trán của hắn hằn lên gân xanh qua một hồi lâu mới nói là ngươi quá ngu ta đần độn lăng hàn lắc đầu lại oanh một quyền đùng, tiểu bạch kiểm bị hắn chấn thành mưa máu. Nếu ra tay với hắn, vậy liền phải làm tốt chuẩn bị bị giết ngược lại. Xeo 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 xeo, lại có bảy người đập ra, giết về phía lăng hàn. Chết, tuy tướng mạo của bảy người không hề giống nhau, nhưng đều có một đặc điểm, chính là tướng mạo đặc biệt anh Tuấn, hơn nữa da rẻ nhẫn nhụi, mỗi người đều là tiểu bạch kiểm. Kháo, những cái này sẽ không phải đều là nhân tình của Lan Nhược chỉ chứ lăng hàn chỉ cảm thấy buồn nôn mình rốt cuộc cuốn vào trong xích mích thế nào a à? hơn nữa những nhân tình này không khỏi cũng quá ác đi vẫn không có chân chính chạm mặt cũng đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết lăng hàn lắc đầu một cái đấm ra một quyền liệt diễm đan dệt trong nháy mắt liền để bảy người này hóa thành cho bụi điều này cũng đè ép mấy người còn lại không dám tiếp tục lao ra nữa bọn họ xác thực đều là tình nhân của lan nhược chỉ mà ở trong hậu cung của lan nhược chỉ là cho phép các tình nhân hạ sát thủ lẫn nhau cái này ở Lan Nhược chỉ xem ra là một loại lạc thú, thưởng thức các tình nhân của nàng tranh giành ở trước mặt mình, sau lưng lại ánh đao bóng kiếm. Nếu không như vậy, số lượng tình nhân của nàng đã sớm phá trăm, mà không phải chỉ là mười mấy cái như hiện tại. Sau đó liền hình thành thông lệ, chỉ cần một có người mới gia nhập, hết thảy tình nhân sẽ cùng nhau nhầm vào, có thể giết chết liền giết chết, thiếu một đối thủ tranh giành cương chiều. Có điều lần này bọn họ hiển nhiên đá vào tấm sắt rồi, lăng hàn mạnh đến không cách nào hình dung. Thực sự là buồn nôn, lang Hàn nhổ nước bọt, không nghĩ tới chỉ nói mấy câu với Lan Nhược Chỉ mà thôi, liền cuốn vào trò khôi hài này, truyền đi chắc là sẽ bị người cười chết, hắn lại cùng một đám tiểu bạch kiểm tranh giành sủng ái. Dựa vào, thân hình lang Hàn giết ra, sức chiến đấu toàn mở, Cửu Thiên Hỏa Phân Hồn cũng bị điều động, liệt diễm hừng hực, kiếm khí ngút trời, hiệu suất giết chóc cao đến kinh người. Công kích của Sinh Linh Biển là từng làn liên tiếp, phảng phất như vĩnh viễn không có điểm dừng. Đừng nói những người khác ngay cả lăng hàn cũng uể oải thay ca chỉ nghe một âm thanh uy nghiêm vang lên trong pháo đài cổ đi ra một nhóm người mới đổi những người đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt kia sau khi mọi người lùi lại đều co quắp ngồi trên mặt đất chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức lăng hàn cũng khôi phục nguyên lực hắn đánh bóng mỗi một cảnh giới đến 10 phân vẹn 10, trường lực liên tục so với người cùng cảnh giới càng có thể tiêu hao mà khôi phục trái lại càng nhanh hơn sau 3 ngày lần thứ hai thay ca Chương 2208, tìm kiếm cương nguyên lục kim thượng. Đám người Tần Vĩ đều cực kỳ phiền muộn, chỗ tốt vẫn không có hưởng thụ đến, nhưng trước tiên phải liều mạng. Nhưng không liều không được, một khi bị những sinh vật biển này công phá phòng tuyến, vậy tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Cái này thật giống như một hồi chiến tranh không ngừng nghỉ, sinh vật biển hung hãn không sợ chết, liều mạng trùng kích phòng tuyến của hòn đảo, mà người trên đảo thì liều mạng chống lại, để điểm đổ bộ biến thành một sát tràng. Để đám người tần vĩ hơi cảm thấy an tâm chính là, chỉ ít cho tới bây giờ, chỉ có người bị thương, vẫn chưa có người nào tử vong. Cái này rất khó mà tin nổi, ở dưới thế tiến công như thế, bên bọn họ lại vẫn chưa có người nào tử vong. Mới đầu Lăng Hàn cũng không để ý, nhưng rất nhanh phát hiện điểm này, bởi vậy, hắn thả sự chú ý lên thân thể người khác, liền phát hiện cũng không phải bọn họ quá mạnh, mà là ở thời điểm người nào đó gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, đám sinh vật biển kia sẽ không hiểu ra sao mà bỏ xuống. Ở trong loạn chiến, cái này không quá nổi bật, nhưng chỉ cần lưu ý liền có thể phát hiện. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía pháo đài cổ, cho đến bây giờ, tên đảo chủ thần bí kia vẫn không có hiện thân, có khi, chính là hắn âm thầm ra tay, mới bảo đảm không có ai tử vong. Cường giả thăng nguyên cảnh, hoàn toàn có thực lực như vậy. Tại sao hắn muốn cứu mọi người? Rất đơn giản, nơi này đều là người học tập một loại hệ thống tu luyện khác, là người truyền bá, sao có thể tùy ý hy sinh. Một loại hệ thống tu luyện khác, đây là phá hoại đối với quy tắc thiên địa sẽ bị hết thảy thế lực cấm chỉ thời điểm truyền bá cần lén lén lút lút bởi vậy càng cần nhân thủ một mặt đảo chủ cần người giúp hắn hiến tế tàn sát sinh vật biển mặt khác hắn lại muốn bảo vệ người nơi này đến truyền bá hệ thống tu luyện mới kia bởi vậy liền có tình huống hiện tại trước sau móc nối tất cả sự tình lăng hàn cho là mình suy nghĩ có thể giải thích tất cả để hắn tin chắc mình suy đoán cũng không sai lần này tại sao thú triều mãnh liệt như vậy có dân bản địa oán giận Đúng đấy, dĩ vãng nhiều lắm chỉ kéo dài 2-3 ngày, lần này sắp 10 ngày rồi. Còn tiếp tục như vậy, mọi người sẽ không chịu được nữa. Tại sao đảo chủ đại nhân còn chưa xuất hiện, có hắn ngăn cơn sóng dữ, chúng ta có thể ung dung thắng lợi. Nhưng trong lòng lăng hàn rõ ràng, tên đảo chủ kia khẳng định đang chủ trì nghi thức hiến tế, có thể hắn không tin bất cứ người nào, vì lẽ đó ngay cả chiến đấu cũng không tham dự, chỉ tình cờ cứu người. Nếu lần này thời gian thú chiều vượt qua dĩ vãng, hơn nữa tiểu tháp cũng nói, đánh tan sát khí của cương nguyên lục kim chỉ cần hai ba lần hiến tế nữa vậy rất có khả năng tên đảo chủ kia muốn ở lần này thành công cho nên mới kéo dài thời gian thú chiều kha kha xem ra ta cũng nên hành động lang hàn không biết người trên đảo là dùng thủ đoạn gì mới gợi ra thú chiều có điều có thể gợi ra như vậy vậy đương nhiên cũng có thể kéo dài điểm ấy hắn không thèm để ý để ý chính là làm sao mới có thể thu lấy đạo thiên địa bản nguyên kia chiến đấu còn đang kéo dài sinh vật biển điên cuồng nhào tới Hoàn toàn không để ý sinh tử, chính là muốn đột phá phòng tuyến. 10 ngày, 15 ngày, đến ngày thứ 17, Lăng Hàn đột nhiên cảm giác được áp lực nhẹ đi. Thú chiều bắt đầu yếu bớt, không có sinh vật biển mới lại đây, rốt cục sắp kết thúc. Chúng ta rốt cục chịu đựng được, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỷ. Tuy cực kỳ uể oải, nhưng ở trong hình thức chiến đấu kịch liệt này bọn họ lại không có một người chết, cái này thực là một kỳ tích. Là tiên linh che chở, lập tức có người thành kính nói cái này thắng được những người khác cộng hưởng dồn dập gật đầu sau khi ra sức tiêu diệt một làn sóng thú chiều cuối cùng mọi người đều quỳ xuống nhìn về hướng pháo đài cổ thành kính cầu xin đám người tần vĩ hai mặt nhìn nhau tuy ở trong chiến đấu bọn họ không có được tiên linh gia trì nhưng xác thực một cái cũng không chết muốn nói trong đó không có phát sinh chút kỳ thích ai có thể tin tưởng đây có mấy người quỳ xuống có chút vẫn đứng như cũ chỗ tốt vẫn không có bắt được trước tiên liền bán mạng cái này tự nhiên là quỷ không xuống được. Lăng Hàn lặng yên lùi về sau, thú chiều lui, vậy đại diện cho hiến tế cũng tiến vào kết thúc, có thể thu lấy đạo thiên địa bản nguyên kia. Tiểu tháp, chỉ đường, hắn đi tới sau một tảng đá lớn, trực tiếp chui vào nền đất. Cương nguyên lục kim, chôn sâu ở dưới đất, nếu như Lăng Hàn tu tập quy tắc hệ thổ, vậy hắn không cần dã man như thế, chỉ cần xúc động đại đạo hệ thổ, vậy hắn tức là đại địa hậu thổ, ở trong mặt đất qua lại như ở trong không khí vậy nhưng hiện tại không có cách nào chỉ có thể dùng cứng miễn cưỡng phá tan một con đường cũng còn tốt thể phách của hắn mạnh mẽ thực lực của hắn cũng tuyệt đối đủ một đường hướng dưới đất đá ở trước mặt hắn giống như nước sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn nhưng không nổi bật tiểu tháp chỉ dẫn phương hướng lang hàn một đường chui xuống dưới sau khi xuống mấy ngàn trượng hắn dần dần cảm giác được đi tới có độ khó đại địa trở nên cứng rắn cực kỳ cứng rắn thật giống như đây không phải đất đá tạo thành mà là tiên kim tạo nên. Hả, trong lòng lăng hàn hơi động, xem ra hẳn là tiếp cận cương nguyên lục kim, ở dưới ảnh hưởng của đạo thiên địa bản nguyên này, mới sẽ làm bùn đất bốn phía như kim loai. Ồ, vậy ở dưới ảnh hưởng của cương nguyên lục kim, những bùn đất này có thể biến thành kim loại chân chính, thậm chí thần thiết hay không? Lăng hàn rút ra tiên ma kiếm, thứ nhất hắn muốn thử một chút tiên ma kiếm có thể thôn vệ nguyên tố kim loại trong này hay không, thứ hai dùng tiên ma kiếm, tốc độ đi tới của hắn sẽ nhanh hơn, chỉ lấy lực phá hoại mà nói, tiên ma kiếm ở trên hắn, mang theo hy vọng của hắn, tiên ma kiếm đâm ra, phù, chuẩn tiên kiếm run rẩy, sau đó chỉ thấy đất đá bốn phía đều trở nên óng ánh, hơn nữa còn là một sáng một tối, thật giống như hô hấp. Lại đúng, Lăng Hàn sướng sờ, sau đó không khỏi đại hỉ, đất đá nơi này đều đã biến thành thần thiết, hơn nữa còn có khả năng đạt đến cấp độ chuẩn tiên kim mấy tinh, mới sẽ làm hắn trở nên càng ngày càng khó tiến vào. Nhưng đối với tiên ma kiếm mà nói, cái này là bữa tiệc lớn cực kỳ phong phú. chương 2209, tìm kiếm cương nguyên lục kim hạ. Thoải mái, lăng hàn cầm kiếm mà đi, để tiên ma kiếm tận tình thôn phệ. Kỳ thực tốc độ của hắn càng chậm hơn trước, bởi vì cho dù tiên ma kiếm có thể ăn, nhưng cũng cần thời gian, nhưng lăng hàn không hề thiếu kiên nhẫn, cơ hội như vậy thực sự là quá khó được. Một đạo thiên địa bản nguyên hình thành, không biết là sự tình mấy trăm triệu năm, thậm chí có khả năng lấy kỷ nguyên đến tính toán, ở trong quá trình thiên địa bản nguyên hình thành tự nhiên sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh biến toàn bộ địa mạch thành kim loại cũng rất bình thường ngược lại hắn đụng vào hắn phát ra à, lại đi mấy dặm lăng hàn cảm giác được một luồng khí hung sát cái này không phải cảm giác của hắn mà có thể dùng mắt thường nhìn đào ra đất đá liền có thể phát hiện trong không khí có từng đạo từng đạo khí lưu hình như đao kiếm chỉ cần đụng tới lấy thể phách của lăng hàn cũng không chịu được bị cắt vỡ không ngừng chảy máu đây là khí tức sắc bén của kim chi đại đạo tràn ngập lực phá hoại đáng sợ lăng hàn cẩn thận từng ly từng tí tách ra nhưng phát hiện cái này cực kỳ khó khăn những khí lưu này vận động không có quy luật chút nào không ngừng quấy loạn hơn nữa một khi thức tỉnh liền nhanh vô cùng thậm chí hắn còn chưa kịp phản ứng cũng đã tổn thương hắn có điều sau khi lăng hàn tình cờ dùng tiên ma kiếm đón đánh một lần lại phát hiện tiên ma kiếm ngay cả khí tức sắc bén như vậy cũng có thể thôn phệ hắn đột nhiên có loại hiểu ra Kỳ thực tiên ma kiếm thôn vệ là quy tắc đại đạo hệ kim, mà không phải bản thân kim loại. Vì lẽ đó, sau khi kim loại bị nó cắn nuốt liền thành cặn bã, mà bởi vì trong khí tức sắc bén có quy tắc đại đạo hệ kim, tương tự có thể bị nó thôn phệ. Có ý tứ, có ý tứ. Lang Hàn lộ ra nụ cười, vung kiếm mà đi, một đường vượt mọi trông gai, như dẫm trên đất bằng. Sau nửa canh giờ, tiên ma kiếm đột nhiên dừng thôn vệ, sau đó thân kiếm bắt đầu run rẩy, từng cái từng cái phù hiệu đại đạo hiện lên ở trên thân kiếm nhưng lập tức lại đổ nát thay vào đó chính là phù hiệu đại đạo mới càng thêm phức tạp càng thêm hoàn chỉnh tấn thăng tứ tinh chuẩn tiên khí tu sĩ muốn đột phá cần làm vô số chuẩn bị hơn nữa còn vượt qua thiên kiếp nhưng tiên ma kiếm một lần là xong bởi vì đối với tiên ma kiếm mà nói trên thần thiết chỉ có một đẳng cấp chính là tiên kim cái gì nhất tinh chuẩn tiên kim nhị tinh chuẩn tiên kim đều là người phân ra trên thực tế thiên địa không tồn tại tiêu chuẩn như vậy nên tiên ma kiếm đạt tới tứ tinh chuẩn tiên khí cũng chỉ là bước một bước nhỏ mà thôi, một cách tự nhiên liền xong rồi. Lang Hàn tiếp tục tiến lên, theo tiên ma kiếm trở nên càng ngày càng mạnh, năng lực thôn vệ của nó cũng càng ngày càng kinh người, trước chỉ có thể hấp thu tinh hoa kim loại ở trong vòng 10 trường, hiện tại đạt đến 20 trường, bảo đảm chỉ cần tiên ma kiếm lướt qua, trong khu vực này tuyệt đối sẽ không có một chút xíu quy tắc hệ kim. Tiểu tháp, phệ kim thiết sốt cuộc là thứ gì? Hắn không nhịn được hỏi, tiên kim, còn có một tia khả năng, tương lai có thể vượt qua tất cả tiên kim, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Tiểu tháp từ tốn nói, ngươi là nói, thôn phệ tiên kim, tiếp tục tăng lên sao. Cuối cùng cũng coi như không có mốc đến thái quá, tiểu tháp rõ ràng là biểu dương người, nhưng nghe tới là làm sao cũng không cách nào cao hứng. Thật xa xỉ, tiên kim, ngay cả tiên vương cũng không thể mỗi người một cái, làm thành tiên khí. Nhưng tiên ma kiếm lại lấy tiên kim nuôi dưỡng, tiếp tục trưởng thành. Ăn tiên kim lớn lên, heo cũng trâu bỏ a à lăng hàn không khỏi say mê có khi hắn trở thành tiên vương không thời điểm tiên vương cấp cao có thể thử một chút nếu như thật có thể đạt được một siêu tiên khí vậy không phải rất vui sao hắn cười hì hì trước tiên không nghĩ sự tình xa như vậy bước thứ nhất để tiên ma kiếm thành tiên khí chân chính lăng hàn người không ở phía trên khánh công chờ ở chỗ này làm gì lẽ nào là làm việc không muốn để cho người khác biết trong tiếng chế diễu lạnh lùng một người xuất hiện ở phía sau lan thiên vũ Lan Thiên Vũ tóc đen rối tung, có một loại mị lực giá tính, phóng đãng không chịu trói buộc. Lan Thiên Vũ, Lăng Hàn gật gù, thu kiếm, xoay người lại, đối mặt kình địch này. Lan Thiên Vũ nhếch miệng nở nụ cười, nghe Tiêu Tuấn nói, ngươi còn mưu toàn ở trong tĩnh thất đầu độc lòng người, ta liền biết ngươi không dựa dẫm được, vẫn ở trong bóng tối lưu ý ngươi, quả nhiên, không cẩn thận liền phát hiện ngươi không thấy, tìm một hồi mới nhìn thấy ngươi. Vậy thì như thế nào? Lăng Hàn lạnh nhạt nói, nếu bị đối phương phát hiện, chỉ chiến mà thôi hắn sợ sao ta liền biết loại người như ngươi là không thể bị chiêu hàng được giả ý đáp ứng chỉ là muốn bảo toàn tính mạng có điều ta thực rất hiếu kỳ sao ngươi đột nhiên đi tới dưới nền đất có phải là phát hiện cái gì không lan thiên vũ có chút ngạc nhiên lang hàn cười cợt há phía dưới lòng đất này có vật người không nhận ra gì sao lan thiên vũ nhìn chằm chằm lang hàn một hồi nói tuy ta rất khó tin tưởng đây là sự thật nhưng ta không thể không thừa nhận người giống như ngươi lại há có thể làm sự tình không ý nghĩa vì lẽ đó ngươi nhất định phát hiện cái gì có đúng hay không phát hiện cái gì lăng hàn vẫn cười nhạt lan thiên vũ vẫn đang hỏi chặn đầu lăng hàn muốn biết lăng hàn có phải là thật biết dưới lòng đất này kỳ thực cất chứa một đạo thiên địa bản nguyên hay không nếu xác thực như vậy có khả năng cực cao lăng hàn không phải là một thân một mình mà là sau lưng còn có đại nhân vật đang ủng hộ như vậy bọn họ không thể bất cẩn trước tiên không nói đảo chủ chỉ là thăng nguyên cảnh ở trên còn có tiên vương, dù đạt đến tiên vương thì đã làm sao, bọn họ như côn trùng có hại trong thiên địa, người người gọi đánh. Nơi này, có một đạo thiên địa bản nguyên, Lan Thiên Vũ từng chữ từng chữ nói, một bên nhìn chằm chằm mặt của Lăng Hàn, lưu ý vẻ mặt của hắn biến hóa. Lăng Hàn không chút biến sắc nói, ta cũng thật tò mò, huynh trưởng của ngươi là Thang Nguyên Cảnh, tại sao ngươi không hăng hái như vậy, mới chỉ là phân hồn. Lan Thiên Vũ hừ một tiếng nói, cảnh giới của ta tăng lên chậm đó là bởi vì ta tu luyện mỗi cảnh giới tới hoàn mỹ, chờ ta bước vào cảnh giới mới, cũng chính là thời điểm tương đương với thăng nguyên, liền có thể quét ngang tất cả mọi người ở cảnh giới này. Chương 2210, tái chiến Lan Thiên Vũ. Lăng Hàn không khỏi ôm bụng cười, ta nói ngươi a, có thể đừng tự cho là đúng như thế hay không? Cái tư chất này của ngươi, mạnh hơn vương giả một chút, miễn cưỡng đạt đến cấp bậc hoàng giả, nếu không thể mượn dùng ngoại lực, Người có tư cách gì ở đây đàm luận cùng cấp vô địch? Loại cặn bã như ngươi ở đông tây tiên vực là một chảo một đám lớn. Cái này có chút quá, đừng nói hoàng giả, ngay cả số lượng vương giả cũng không quá nhiều, bất quá bản thân lăng hàn là đế giả hàng đầu, vòng tròn tiếp xúc cũng là thiên tài như vậy, dưới cái nhìn của hắn, tự nhiên là thiên tài đi đầy đất rồi. Lan thiên vô tức xì mũi, hắn tàn bạo nhìn lăng hàn, trên mặt lộ ra sát ý mãnh liệt. Hắn luôn tràn ngập kiêu ngạo với tư chất của mình, cho là anh hùng thiên hạ chỉ như thế, chỉ là hắn vẫn ở đây, lúc này mới không thể phán tán thanh danh, nhưng lang hàn lại dám xem thường thiên phú của mình hắn không thể nhẫn nhịn đây là sự tình hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được ngươi dám nghi vấn thiên phú của ta hắn giận dữ lang hàn cười nhạo ta hiện tại là dương hồn hậu kỳ người tương đương với cảnh giới gì mà coi như ngươi mượn dùng cái phá tiên linh lực gì kia cũng chỉ tương đương ta có tư cách gì ở trước mặt ta nói hai chữ thiên phú lan thiên vũ không khỏi nghẹn lời tu vi của hắn tương đương với âm hồn đỉnh cao nếu như không có tiên linh lực gia trì sức chiến đấu chỉ là vô địch địa hồn còn chưa đủ tư cách bước vào thiên hồn so sánh với lăng hàn hắn xác thực kém xa đối phương thật là một thiên tài hơn nữ ưu tú hơn xa hắn điều này làm cho hắn đố kỵ đến phát điên nếu không bằng vậy liền giết chết như vậy sẽ không có người ưu tú hơn hắn nguyên bản còn muốn lưu ngươi một con đường sống đây là ngươi tự tìm đường chết lan thiên vũ huy nghiêm đáng sợ nói lăng hàn cười ha ha trong tay cầm tiên ma kiếm khe khẽ rung lên vậy thì đến đánh đi, thân hình hắn hơi động, liền giết về phía Lan Thiên Vũ. Trước cho đối phương chiếm chút thượng phong, cũng không phải là thực lực của hắn không bằng, mà là hắn không muốn vận dụng lá bài tẩy của mình, nhưng sinh tử chiến liền không giống nhau, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, đánh giết đối phương thành cạn bã. Quan trọng nhất là, tiên ma kiếm tăng lên tới độ cao của tứ tinh chuẩn tiên khí, cái này tương đương với cấp bậc thiên hồn. Xoạt, một kiếm lay qua, liệt không đoạn mây, đất đá bốn phía nhất thời dập tắt hóa thành hư vô. Lan Thiên Vũ kinh hãi, tu vi của Lăng Hàn rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng sức chiến đấu tăng lên thật nhiều lần, thật khó mà tin nổi. Là thanh kiếm kia, chỉ một thanh kiếm mà thôi, lại để sức chiến đấu của ngươi tăng lên nhiều như vậy, thực sự là kinh người. Lan Thiên Vũ càng thêm đố kỵ, thiên phú của đối phương cao hơn hắn, càng có một tiên kiếm tuyệt thế. Cái này là của ta, hắn hét lớn một tiếng, oanh, toàn thân có một đạo khí thức màu đen bao phủ, Uy tâm xuất hiện một đóa hoa sen màu đen, mọc ra bảy cánh hoa, phản kích về phía Lăng Hàn. Oanh, Lăng Hàn lay qua một kiếm, Lan Thiên Vũ nhất thời bị đánh bay, oanh. Đụng vào vách tường, sau đó lại bắn trở về, để cả người hắn phát run, khó chịu đến không cách nào hình dung. Nhưng Lăng Hàn đã đuổi lại, một kiếm chém tới, để hắn căn bản không có thời gian đi giật mình, chỉ có thể hổ gầm một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo hắc khí, hóa thành hung diễm ngập trời, có một cái phù hiệu màu đen sinh ra. Cái này tuyệt đối không phải phù hiệu đại đạo, Lăng Hàn có thể khẳng định, cái này không giống thiên địa đại đạo mà hắn hiểu rõ. Nếu như là phù hiệu đại đạo, vậy sẽ đan dệt, cộng hưởng với quy tắc thiên địa, mà không phải như vậy. Chờ chút, Lăng Hàn cảm ứng được, ở phía trên, từ phương hướng pháo đài cổ, có một luồng lực lượng thần bí truyền tới, cùng ký hiệu này dung hợp, từ đó tăng lên uy lực của ký hiệu màu đen này. Oanh, ký hiệu màu đen đánh tới, uy lực vô cùng mạnh mẽ. lang Hàn khẽ xì một tiếng, tay trái ngưng quyền đánh tới, oanh, trong đấu đối diện, cái hang động này run rẩy, đất đá rồn dập hạ xuống, lảo đà lảo đảo. Ha ha, thực lực của ngươi chỉ như thế, xem ta lấy đầu ngươi. Lan Thiên Vũ cười to, dứt bỏ tiên kiếm trong tay Lăng Hàn không nói, sức chiến đấu của đối phương cũng không có biến hóa chút nào. Trước hắn có thể chiếm thượng phong, hiện tại tự nhiên cũng như thế. Thật sao, Lăng Hàn liên tục ra quyền, không né tránh công kích của Lan Thiên Vũ chút nào, cùng đối phương cứng đối cứng hắn còn có việc muốn thu lấy thiên địa bản nguyên không có tâm tình lãng phí thời gian vậy thì mau chóng giải quyết chiến đấu kết thúc tính mạng của đối thủ này muốn chết lan thiên vũ cười gằn hắn có tiên linh lực hộ thân lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ đấu đối diện với hắn không phải muốn chết là cái gì hy vọng người vẫn có thể mạnh miệng như thế lang hàn cười nói oanh 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 liên tiếp đấu đối diện mười mấy quyền lan thiên vũ không khỏi kinh hãi đến biến sắc bởi vì hắn đã bị nổ đến xương cốt cả người rên rỉ, nhưng Lăng Hàn đánh giấm cũng không có. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi, ngươi mặc bảo y hộ thân gì? Hắn không dám liều mạng với Lăng Hàn nữa. Ở hắn nghĩ đến, lực phòng ngự mạnh hơn hắn, vậy chỉ có một khả năng. Lăng Hàn cười nhạo, hắn cũng lời phí lời với đối phương, gọi cửu thiên hỏa phân hồn ra, bình thường phân hồn này vẫn tìm hiểu đại đạo ở dưới luân hồi thụ, để Lăng Hàn ở mọi thời khắc đều tiến bộ. Bản thể của hắn triển khai diệt thiên cửu kiếm, phân hồn là liệt diếm quấn quanh người, cử thiên hỏa đốt trời nấu đất. Tình huống của Lan Thiên Vũ càng ngày càng không ổn, hắn xác thực rất mạnh, đặc biệt là khi chiếm được tiên linh gia trì, công phòng đều có tăng lên cực lớn, nhưng sau so công kích, Lang Hàn có tiên ma kiếm, có thiên địa bản nguyên cửu thiên hỏa. So phòng ngự, vậy ở trong phân hồn cảnh lại có ai có thể sánh ngang Lang Hàn. Trước chiến một trận, Lang Hàn căn bản không có phát huy ưu thế của mình, hiện tại sức chiến đấu của hắn toàn mở, Lan Thiên Vũ tự nhiên áp lực lớn như núi. Trên đời này nào có nhiều đế giả như vậy, hắn căn bản có tiếng không có miếng. Hừ, Lan Thiên Vũ cắn răng, xoay người bỏ đi, đánh không lại, tự nhiên là chạy. Nếu ta ra tay toàn lực, còn có cơ hội để ngươi chạy trốn. Lăng Hàn cười gần, phát động điện thiểm, chặn lại Lan Thiên Vũ. Đáng ghét, chương 2211, đáy động, Lan Thiên Vũ liên tục đột phá, nhưng hoàn toàn không có cách nào công phá phòng tuyến của Lăng Hàn, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với Lăng Hàn. Trong lòng hắn kinh hãi, Tuy bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài thời gian quá lâu. Tiên ma kiếm thật đáng sợ, cửu thiên hỏa thật đáng sợ. Không được, hắn nhất định phải phá vòng vây, báo cáo sự tình của Lăng Hàn cho đại ca biết. Những thuyền viên kia đã nói rồi, Lăng Hàn không phải cùng bọn họ một chỗ, mà gặp gỡ ở trên đường. Nhưng ở biển rộng mênh mông, duyên phận như vậy nhỏ cỡ nào. Vì lẽ đó, Lăng Hàn tất nhiên là có âm mưu, xen lẫn trong những người này, che giấu thân phận, phía sau hắn tất nhiên đứng một vị đại năng tuyệt đối không thể bất cẩn nhưng lan thiên vũ chưa hề nghĩ tới trên biển gặp phải bão táp sát xuất thổi đến đăng đồ đảo lại thấp đến bao nhiêu sao ngược lại hắn cho là mình nghĩ có đạo lý liền chắc chắn cho là như thế bất quá đối với lăng hàn mà nói đối phương nghĩ như thế nào đến không đáng kể ngược lại chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết lan thiên vũ hối hận không nói ra được sau khi hắn phát hiện lăng hàn biến mất cũng không có thông báo những người khác tự mình triển khai tìm kiếm bởi vì ở hắn nghĩ đến lang hàn căn bản không phải đối thủ của hắn vậy nói với người khác làm gì nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại ẩn giấu nhiều át chủ bài như vậy một thanh kiếm không có gì không chém phân hồn càng có lực hỏa diễm khủng bố để hắn tim mật muốn nổ tung hắn muốn đi ra ngoài không tiếc đánh đổi phá vòng vây nhưng mỗi lần phá vòng vây thành công lại bị lang hàn đuổi theo lâm vào trong khốn cảnh mà mỗi lần đột phá trên người hắn lại nhiều vài đạo kiếm thương bị đánh cho cốt đoạn thịt cháy nếu như cách mặt đất không xa, vậy hắn liều mạng trọng thương, vẫn có thể giết ra ngoài, then chốt ở chỗ, nơi này cách quá xa, để hắn tuyệt vọng, tuyệt đối không thể sống sót giết ra ngoài. Nếu ngươi dám giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống. Lan Thiên Vũ cắn răng nói, lập tức ngưng chiến, ta có thể chỉ dẫn ngươi một con đường rời đi. Lang Hàn cười nhạo, ngươi không phải cảm thấy ta nhắm về phía cương nguyên lục kim sao, không được bảo vật, ta sao có thể rời đi. Trong miệng nói, động tác trong tay không ngừng chút nào, cử thiên hỏa phân hồn càng là quyền diễm đốt thế. Người sai vô cùng, Lan Thiên Vũ lớn tiếng kêu lên, chỗ cương nguyên lục kim có đại ca ta tỏa chấn, người căn bản không thể tiếp cận. Mà người cho rằng, người có thể tùy ý lên đảo, rời đi cũng có thể dễ dàng sao. Chúng ta đã sớm phát hiện các ngươi biết trong các ngươi không có thăng nguyên cảnh, lúc này mới để các ngươi lên đảo, bằng không, mặc các ngươi tìm cả đời cũng đừng hòng phát hiện bản đảo. Mà không có chỉ dẫn của ta, người sẽ phát hiện, chèo thuyền như thế nào đi nữa cũng chỉ ở khu vực quanh đảo, vĩnh viễn không thể rời đi. Lăng Hàn Nha một hồi, quả nhiên, ngoại trừ bão táp lớn không phải cố ý sắp xếp, cái khác hết thảy đều là đảo dân cố ý gây ra. Hắn cười nói, đa tạ người cân nhắc cho ta, có điều, ta vẫn quyết định làm thịt ngươi. Tại, tại sao, Lan Thiên Vũ cảm thấy khó mà tin nổi, tại sao trên đời có thể có người quái lạ như vậy, nhất định phải bước mình tới tử địa. Bởi vì ta sẽ không chết, Lăng Hàn từ tốn nói, có vẻ cực kỳ nắm chắc. Cái này, người tự tin như vậy, Lan Thiên Vũ chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, sao lại gặp một người như vậy, chỉ là phân hồn mà thôi, lại dám tự tin như thế. Không, người sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết rất thảm. Hắn lớn tiếng kêu lên, sau khi biết quyết tâm giết mình của Lăng Hàn, hắn không có tâm lý may mắn, đem hết toàn lực phá vòng vây, nếu không chỉ là bị chết chậm một chút. Liều mạng, vậy còn có một tia khả năng sống sót. Nhưng mà cái này tự nhiên là phí công. Phốc, Lăng Hàn đâm vào lồng ngực của Lan Thiên Vũ, không chờ đối phương lộ ra vẻ tuyệt vọng, Cửu Thiên Hỏa phân hồn oanh qua một quyền, oanh, đầu của Lan Thiên Vũ liền bị đập nát bét, cũng không có một giọt máu tươi bay ra, bởi vì bị hỏa diễm sôi trào thiêu thành cho tàn. Lăng Hàn thu kiếm, Cửu Thiên Hỏa phân hồn cũng lần nữa tiến vào Hắc Tháp, tiếp tục tu luyện. Làm lỡ lâu như vậy, hẳn không quan trọng lắm đi. Hắn lẩm bẩm một câu, vội vã vung kiếm mà đi, tiếp tục chui về phía lòng đất. Lại đi hơn nửa canh giờ, hắn chỉ cảm thấy cơ thể hơi khuynh phía trước lại không có cản lực nhưng cường giả phân hồn đương nhiên sẽ không bất cản té ngã được ngay lập tức ổn định thân hình ở phía trước hắn lại xuất hiện một con đường hắn lập tức bừng tỉnh đây là người trên đảo mở ra đường nối điểm cuối đương nhiên chính là nơi của cương nguyên lục kim cũng thật đúng dịp lang hàn âm thầm gật đầu hắn mở một con đường tìm kiếm cương nguyên lục kim lại trong lúc vô tình tiếp với đường nối của người trên đảo xác suất như vậy phải nhỏ vô cùng nhưng lại để hắn gặp gỡ hắn che giấu cửa động mình mở ra, sau đó mới theo lối đi này đi xuống, lúc này hắn không dùng tiên ma kiếm hấp thu quy tắc hệ kim nữa, mà bước nhanh đi. Sau một nén hương thời gian, phía trước đột nhiên rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một cái hang động to lớn. Bán kính huyệt động này đạt đến khoảng chừng ngàn trượng, mức độ càng kinh người, Lăng Hàn vẫn không có thỏ đầu ra xem, liền gặp một đạo sát khí từ trong hố bay lên, phốc. Chém ở nóc huyệt động, lưu lại một dấu vết thật sâu. Lực phá hoại thật đáng sợ. Lăng Hàn đã vô cùng hiểu rõ kết cấu nơi này, đất đá đã hoàn toàn kim loại hóa, cực kỳ cứng rắn, ngay cả một đòn toàn lực của hắn cũng chỉ có thể đánh ra một vết mờ, chỉ có dùng tiên ma kiếm lấy ra quy tắc hệ kim trong đó mới có thể như bẻ cành khô. Nhưng một đạo khí tức sắc bén dựng lên, liền có thể chém ra một dấu vết sâu đến mấy thước, đây thực sự là quá khủng bố. Cương nguyên lục kim, tất nhiên ở trong huyệt động này. Lăng Hàn thả người nhảy xuống, veo, người lập tức tiến vào trong hắc tháp, sau đó để trọng lực phát huy hiệu quả, hấp dẫn hắc tháp rơi xuống. Xeo, 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 dưới nền đất có từng đạo từng đạo sát khí không ngừng chém ra, bởi vì hắc tháp thực quá nhỏ, tự nhiên rất khó bắn chúng, nhưng vẫn có tình huống ngoại lệ phát sinh, đánh bay hắc tháp lên, đánh tới vách hang, sau đó lại gãy trở lại, tiếp tục rơi xuống. Thật giống như một hòn đá nhỏ ném vào trong chai, hắc tháp không ngừng bắn bay, dùng gần một canh giờ sau mới rốt cục không bị bắn bay nữa chương 2212, đối thoại kinh người. Đến rồi, huyệt động này cũng thực đủ sâu, nơi này vẫn rất lớn, đường kính khoảng chừng ngàn trượng, mà ở vị trí giữa, đang có một khối kim loại màu xanh lục lẳng lặng nằm, mà ở bên cạnh 10 trượng, đứng thẳng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông tuổi trung niên này nhìn qua không khác người bình thường, không có khí thế hùng kỳ bá đạo lưu chuyển, muốn nói có cái gì không giống, chính là chỗ nghi tâm của hắn có một liên hoa ấn ký màu đen. Một đóa hoa sen, mở ra chín cánh, đen đến khiến người ta run sợ. Đây chính là tên đảo chủ kia sao? Lăng Hàn ở trong hắc tháp nhìn, không có tùy tiện làm việc. Cương nguyên lục kim ở phía trước, cho dù cách hắc tháp hắn cũng có thể cảm ứng được nó phảng phất như thiên địa vĩ lực không có chừng mực. Kim, sắc bén, phá diệt tất cả. Hắn không khỏi cau mày, tuy cương nguyên lục kim gần trong gang tắc, nhưng hắn làm sao thu lấy đây? Đi ra, đó là hành động tìm chết. Cũng còn tốt chính là, trung niên nam tử kia tựa hồ tạm thời cũng không muốn thu lấy cương nguyên lục kim. Xeo, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người từ phía trên rơi xuống, một đường tách ra khí tức sắc bén, cùng trung niên nam tử kia ngang hàng. Trên trán hai người đều có một đóa liên hoa ấn ký màu đen, đều mở chín cánh. Sa huynh, người đàn ông tuổi trung niên ban đầu kia nhìn về phía người mới tới gật gật đầu. Người mới tới cũng là một người đàn ông tuổi trung niên, vóc người càng khôi ngô, con mắt của hắn nhìn chằm chằm cương nguyên lục kim. Lan huynh, chúng ta đợi mấy triệu năm, cuối cùng đến thời gian thu hoạch. Ha ha, những năm này chúng ta cũng không có lãng phí thời gian vô ích, coi đây là cứ điểm, chuyển vận rất nhiều người tiến vào đại lục, truyền bá đại nghĩa của giáo ta. Người đàn ông trung niên thứ nhất cười nói, hắn chính là đảo chủ đảo này, tên là Lan Thiên Dương. Nam tử thứ hai, hắn họ xa, gọi xa Nguyên Hoa, cũng nở nụ cười nói. Thiên hạ ngu dân quá nhiều, rõ ràng hệ thống tu luyện giáo ta càng cao minh hơn, nhưng mỗi một người đều mâu thuẫn mãnh liệt, suýt chút nữa để giáo ta lật úp không thể không cực kỳ biết điều cuộc sống như thế chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chúng ta chính là người khai sáng lịch sử hai người đều mắt thả quang mang có vẻ vô cùng kích động thu lấy đạo thiên địa bản nguyên này giáo chủ đại nhân nhất định sẽ ca ngợi chúng ta rất lớn có hy vọng đột phá thập liên cảnh lăng hàn ở trong hắc tháp nghe trong lòng dâng lên sóng to gió lớn đây là một tổ chức lớn đăng đồ đảo chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thập liên hoa sen ở mi tâm của hai người này đều là chín cánh vậy thập liên hẳn chính là lại dài ra một cánh lan nhược chỉ nói đảo chủ tương đương với thăng nguyên cảnh hắn là cửu liên như vậy thập liên khả năng là chỉ thăng nguyên đại thành viên mãn thậm chí là tiên vương cảnh mặt khác người phái ra ngoài cũng là thăng nguyên vậy nhân vật trọng yếu trong giáo thì sao bản thân giáo chủ là tu vi gì nghe hai người này đối thoại kỳ thực đã có người tiến vào đông tây tiên vực truyền bá hệ thống tu luyện của bọn họ mở rộng tiên linh của bọn họ bất quá có lẽ chỉ lưu hành ở tầng dưới chót vì lẽ đó lang hàn căn bản không biết cần phải biết rằng tùy cường giả uy vũ trong một cuộc chiến tranh một vị tiên vương liền có thể quyết định chiến cuộc nhưng đối với thiên địa mà nói sinh linh tầng dưới chót mới thật sự là cơ sở nếu như đại bộ phận sinh linh tầng dưới chót đều tu luyện một loại hệ thống võ đạo khác vậy vùng thế giới này liền cách tan vỡ không xa lang hàn cảm thấy kỳ quái nếu vùng thế giới này đổ nát đối với những người này lại có ích lợi gì hoặc là nói bọn họ căn bản không biết mình làm nguy hại như thế hoàn toàn bị tăng cao thực lực làm cho mê loạn thần trí như vậy là lực lượng nào ở ý đồ hủy diệt thế giới này lăng hàn cả kinh nghe tiểu tháp nói thiên tôn hẳn là nhân vật mạnh nhất tiên vực chân chính thoát khỏi khống chế của thế giới này chủ nhân cũ của hắc tháp chính là trí chí tôn như vậy nhưng mà hắn chết bị ai giết có phải là người khai sáng một loại hệ thống tu luyện khác này không trong khoảng thời gian ngắn lăng hàn tâm tư vô số càng có một loại cảm giác tay chân lạnh lẽo, loại đánh cờ tầng thứ này đã vượt xa phạm vi thực lực của hắn, thậm chí Tiên Vương tầng 9 cũng không đủ tư cách tham dự, chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn. Kỳ vô danh chuyển thế trùng tu, lại một bộ ta đại diện cho chính nghĩa, có phải là hắn cũng ý thức được nguy cơ lớn như vậy, mới sẽ dứt khoát kiên quyết hay không? Lăng Hàn hỏi mình, nếu như tiên vực tồn vong ngàn cân treo sợi tóc, vậy vì thân nhân, người yêu, bằng hữu của mình, hắn có thể hy sinh đi một bộ phận tinh anh, thiên tài tiên vực hay không? đáp án, để hắn có chút không dám đối mặt, vì đại cục, thế tất phải hy sinh một ít cái tôi, lời này ai cũng biết nói, nhưng ai có thể sẵn lòng hy sinh đây. Tỷ như có người nói, chỉ cần Lăng Hàn chịu tự sát, vậy tiên vực có thể vĩnh viễn bình an, bằng không liền hủy diệt, vậy Lăng Hàn sẵn lòng từ bỏ tính mạng của mình sao? Đang trong đấu tranh tư tưởng, Lăng Hàn chỉ cảm thấy hai tay bị nắm chặt, nữ hoàng cùng hổ nữ đã ở hai bên trái phải phân biệt nắm một tay của hắn, để tâm linh táo bạo của hắn lập tức an bình. Ý niệm của hắn kiên định, vì người hắn yêu, cho dù thành ma thì đã làm sao. Lan huynh, gần như có thể bắt đầu rồi chứ?" Sa Nguyên Hoa nói, Lan Thiên Dương gật đầu nói, "Sa huynh, chúng ta cùng nhau vận chuyển tử ách linh quyết." "Được." Hai cường giả hai tay chạm nhau, phù, nhất thời có một luồng bí lực phun trào, hóa thành một bàn tay tóm tới cương nguyên lục kim kia. "Phù, kim loại màu xanh lục kia lập tức chém ra một ánh kiếm, chém bàn tay lớn kia thành vụn vặt." "Ma, ni, đốt, la!" hai người xa nguyên hoa đồng thời đọc tụng một loại pháp quyết nào đó, phù, hai tượng đá trước pháo đài cổ kia lập tức đáp lại, truyền tới một lực lượng kỳ dị. Nguồn lực lượng này hoàn toàn không hợp thiên địa đại đạo, lập tức xúc động phản ứng của thiên địa, soảng, trên đảo có mây đen cuồn cuộn, lôi điện đan dệt, muốn có thiên kiếp hạ xuống. Một loại hệ thống tu luyện khác, không dùng ở vùng thế giới này. Hai người xa nguyên hoa đọc pháp quyết tốc độ tăng nhanh, từng ký tự bay ra, chấn về phía cương nguyên lục kim, thật giống như một tòa lại một tòa đại sơn, để đạo thiên địa bản nguyên này không ngừng rung động, tựa hồ đang sợ hãi, muốn bay vụt rời đi, nhưng không cách nào làm được. Chương 2213, tiểu cốt tái hiện. Lăng Hàn lộ ra kinh sợ, hai người này rõ ràng chỉ là thăng nguyên cảnh, theo lý hẳn không thể thu được một đạo thiên địa bản nguyên, nhưng bọn họ lại giống như trấn áp được cương nguyên lục kim. Hắn cảm ứng pho tượng trong pháo đài cổ truyền ra bí lực, cái này cũng là chỗ để hắn kinh hãi nhất, kia đến cùng là thứ gì, lại có thể trấn áp thiên địa bản nguyên. Không cái này không phải thu lấy thiên địa bản nguyên, mà là hủy diệt, bản thân Lăng Hàn có ba đạo thiên địa bản nguyên, hắn có thể cảm ứng được, cỗ bí lực này để hắn cực kỳ chán ghét, thật giống như nước và lửa, hoàn toàn không thể cùng tồn tại, ai chiếm thượng phong, liền ý nghĩa một phương khác sẽ đi về phía diệt phong. Thực lực của hai người sa nguyên hoa xác thực không đủ, nhưng bọn họ xúc động lực lượng của tượng đá, ngay cả thiên địa bản nguyên cũng có thể ma diệt, cái này quá kinh người. Ma diệt thiên địa bản nguyên, chẳng khác gì là để thiên địa, Trọng thương, tiểu tháp thông thả nói, thiên địa bản nguyên tương đương với hài tử của thiên địa, bởi vậy, ma diệt thiên địa bản nguyên, thiên địa sẽ đau buồn, là một loại tổn thương thật lớn. Không thể để cho bọn họ tiếp tục nữa, Lăng Hàn dự định xúc động lực lượng hắc tháp, cho dù không thể nhận đạo thiên địa bản nguyên này, ít nhất cũng phải thêm phiền cho hai người sao nguyên hoa, không thể để cho bọn họ dễ dàng ma diệt cương nguyên lục kim. Thực lực của hắn xác thực không đủ, nhưng hắc tháp không kém A, à, kia là pháp bảo của một vị thiên tôn. ầm um, đúng lúc này chỉ thấy một vệt ánh sáng từ đỉnh đầu bắn rơi sau đó một bóng người từ giữa bầu trời rơi xuống tiểu tiểu cốt một bóng người từ trên hòn đảo giết đi nổ ra địa tầng không biết sâu bao nhiêu dặm như thiên thần xuất hiện cái này cực kỳ chấn động lòng người mà càng làm cho lăng hàn kinh ngạc chính là người này hắn nhận thức tiểu cốt nguyên bản phải ở lại cổ giới a lăng hàn nhếch miệng thực sự là giật mình lúc trước hắn muốn mở ra cánh cửa tiên vực đã từng mời tiểu cốt cùng một chỗ nhưng Tiểu Cốt cố ý muốn ở lại cổ giới, thật giống như có một chức trách còn chưa hoàn thành. Hiện tại lại nhìn thấy Tiểu Cốt ở đây, tự nhiên hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa, hiện tại thực lực của Tiểu Cốt mạnh đến để Lăng Hàn không cách nào phỏng đoán. Theo nha nha, Tiểu Cốt kêu lên, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có nhiều biến hóa, nói chuyện như trẻ con học nói, nhưng thực lực cường hãn đến nghịch thiên, một quyền nổ xuống, bá đạo tuyệt luân. Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương giật mình không nghĩ tới lúc này lại sẽ có người đột nhiên giáng lâm, vội vã ra tay, đón lấy tiểu cốt. Oanh, trong một cái đấu đối diện, tiểu cốt bị chấn bay về phía trên, mà thân hình của Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương thì lùn xuống, đó là bởi vì hai chân của bọn họ đều lún vào lòng đất. Phải biết đại địa nơi này bị cương nguyên lục kim kim loại hóa, cực kỳ kiên cố, lực lượng của công kích lại để hai người chân hãm trong đó, có thể thấy được đòn đánh này của tiểu cốt bá đạo đến cỡ nào. Theo nha nha, giết, 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 tiểu cốt kêu lên, biểu hiện không có một chút xíu khác nhau như ở cổ giới, cũng không có bởi vì thực lực tăng vọt mà xuất hiện biến hóa. Hắn lần thứ hai từ giữa bầu trời giết xuống, vẫn đấm ra một quyền, từng cái phù hiệu đại đạo như hoa tươi nở rộ. Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương hai mặt nhìn nhau, có thể từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy khiếp sợ cùng không rõ. Hòn đảo của bọn họ có trận pháp bảo vệ, cực kỳ bí mật, chỉ cần bọn họ không chủ động triệt tiêu trận pháp, ngay cả tiên vương cấp thấp cũng không thể phát hiện cái này cũng là tại sao hòn đảo này có thể duy trì thần bí khó có thể khiến người ta phát hiện người thực lực mạnh căn bản không phát hiện được mà người thực lực yếu đến rồi thì đừng nghĩ rời đi coi như có thể rời đi vậy cũng đã triệt để biến thành người mình nhưng cường giả thần bí này rõ ràng chỉ là thang nguyên cảnh mà thôi làm sao có khả năng phát hiện đang đồ đảo không thể thả hắn rời đi lan thiên dương nói ừm um, xa nguyên hoa gật đầu giáo phái của bọn họ là không thể lộ ra ngoài sáng vì lẽ đó chỉ cần không phải người của bọn họ, vậy nhất định phải giết chết. Lần này hai đại cường giả không bị động phòng ngự nữa, mà dùng bí pháp đón đánh về phía Tiểu Cốt. Có thể nhìn thấy, công pháp của bọn họ là một mạch kế thừa, tuy hơi có biến hóa, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, hoa sen trên trán mở ra từng mảnh, mỗi mở nhiều một mảnh, sức chiến đấu của bọn họ liền có thể mạnh hơn một phần. Tiểu Cốt lấy một địch hai, nhưng không hề rơi xuống hạ phong, trong cơ thể hắn có một cái xương đang phát sáng hóa thành một phù hiệu đại đạo óng ánh, giao cho hắn lực lượng vô tận. Kháo, sao thực lực của tiểu cốt tiến bộ nhanh như vậy? Lăng Hàn tự nghĩ cảnh giới tăng lên đã xem như rất nhanh, nhưng so sánh với tiểu cốt, hắn kém quá xa. Cái xương kia của tiểu cốt tuyệt đối là tiên vương di cốt, nếu không làm sao hung tàn như vậy, ngay cả thăng nguyên cảnh cũng có thể ngang hàng. Có điều, thừa cơ hội này, vừa vận thu lấy cương nguyên lục kim. Lăng Hàn lặng yên xuất hiện, sau đó vận chuyển bất diệt thiên kinh, Thật giống như một đóa hoa tươi nở rộ, hấp dẫn ong mật đến. Thấy một người đột nhiên xuất hiện, Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương đều kinh ngạc, lấy thực lực của hai người bọn họ lại không thể phát hiện Lăng Hàn vẫn ở phụ cận, mà cái này rõ ràng chỉ là một phân hồn cảnh nho nhỏ. Bọn họ muốn ngăn cản Lăng Hàn, nhưng tiểu cốt cực kỳ hung tàn, cản bọn họ lại, căn bản không thể vượt qua một bước. Nhưng bọn họ lập tức yên lòng, ngay cả bọn họ muốn thu lấy thiên địa bản nguyên cũng phải mượn dùng tiên linh lực vậy chỉ là một phân hồn thì làm sao có khả năng thành công còn tiểu cốt là đại địch tuyệt đối nhất định phải toàn lực ứng phó trước đánh giết lăng hàn tiểu cốt dùng âm thanh lắp bắp nói tràn ngập kinh hỉ lăng hàn chỉ gật gù hiện tại hắn không có tâm tình đi chào hỏi tiểu cốt cơ hội thu lấy thiên địa bản nguyên cũng không nhiều nhất định phải hết sức chăm chú vù 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 trên người lăng hàn có từng phù hiệu đại đạo sáng lên thoát ẩn thoát hiện cái này vượt qua phạm vi phân hồn cảnh sẽ xuất hiện cũng không phải là lang hàn chủ động vận chuyển, mà là bất diệt thiên kinh bắt đầu cộng hưởng với thiên địa bản nguyên. Cương nguyên lục kim cũng đang phát sáng, hơn nữa còn đang run rẩy, ở bề ngoài đồng dạng có phù hiệu đại đạo sáng lên. Chương 2214, thu hoạch thượng. Hai người đang phát sinh đan dệt, thấy cảnh này, Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương đều kinh hãi, tiểu nhân vật phân hồn cảnh này lại thật có năng lực thu lấy cương nguyên lục kim, đây thực sự là quá ra ngoài dự liệu của bọn họ. Sa Huynh người đi giết tiểu tử kia lan thiên dương nói để ta chặn người này thu lấy đạo thiên địa bản nguyên này chính là một việc lớn trong giáo nếu không hắn sẽ không ở đây mấy triệu năm bởi vậy hắn tuyệt đối không thể để lăng hàn thu lấy cương nguyên lục kim nếu không hắn sẽ chịu giáo quy xử phạt nghiêm khắc được sa nguyên hoa đáp một tiếng liền muốn xoay người giết về phía lăng hàn chỉ cần hắn ra một chiêu liền được rồi theo nha nha tiểu cốt ra tay ngăn cản ngăn sa nguyên hoa lại Đáng chết, Lan Thiên Dương nguyền rủa một tiếng, thực lực của Tiểu Cốt còn cao hơn hắn, hơn nữa sức phòng ngự siêu cường, chúng một trưởng nhưng như người không liên quan. Hắn vội vã chấn chỉnh lại kỳ phong, phát động công kích hắc liệt về phía Tiểu Cốt, làm sao cũng phải ngăn được Tiểu Cốt. Âm, um, âm, um, âm, um, ba cường giả hỗn chiến, một cái muốn thoát khỏi chiến đoàn đi giải quyết Lăng Hàn, mà một cái khác thì lại muốn ngăn cản, người thứ ba là muốn ngăn cản cả hai, tới tới đi đi, đi đi đến đến. Lăng Hàn không có một chút phân tâm hắn tín nhiệm tiểu cốt, tin tưởng đối phương tuyệt đối có thể chống đỡ được hai người kia. Nhưng thu lấy thiên địa bản nguyên há lại là sự tình một lần liền xong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tiểu cốt quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của Lăng Hàn, hắn vững vàng mà cản lại hai người xa nguyên hoa, không có để bọn họ đánh về phía Lăng Hàn. Ông ông ông, tần suất xung động của cương nguyên lục kim trở nên càng ngày càng cao, mặt ngoài có vô số phù văn hiện lên, từng cái luân phiên, nhanh đến không cách nào hình dung rõ ràng là đại đạo hệ kim ở trong thiên địa cụ hóa, truyền bá, nhưng dù là ai cũng không cách nào bắt giữ. Đạt đến mức cực hạn, cương nguyên lục kim đột nhiên bắn ra, đánh về phía lăng hàn. Không được, sa nguyên hoa cùng lan thiên dương đều kinh hãi đến biến sắc, cương nguyên lục kim bị lăng hàn lấy đi. Hừ, sa nguyên hoa nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng để tiểu cốt oanh một cái, hắn rốt cục được cơ hội, đánh ra một trường về phía lăng hàn. Một trường này có chút lệch, dù sao vẫn bị tiểu cốt quấy dày nhưng dù lệch vẫn có chút thổi chúng lăng hàn. Tương đương với cấp bậc thang nguyên cảnh, uy lực của đòn đánh này đáng sợ đến mức nào. Cho dù chỉ bị trưởng phong quét chúng, nhưng lực sát thương cũng cực kỳ đáng sợ. Phốc, lăng hàn bị chấn thành mưa máu, oanh, một đoàn liệt diễm giật động, cháy hừng hực, mà cương nguyên lục kim cũng bay vụt tới, đi vào trong đoàn liệt diễm kia. Sa nguyên hoa lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là phân hồn cảnh cũng xứng tranh cướp bảo vật với bọn họ. Chuyện cười, người không tốt, tiểu cốt gào thét, vung quyền phẫn nộ đánh tới. Sa Nguyên Hoa cũng không kịp đi tìm tòi bảo vật Lăng Hàn rơi xuống, khẳng định có bảo vật, bằng không một phân hồn cảnh làm sao có khả năng giấu giếm được hai người bọn họ cảm giác. Lực công kích của tiểu cốt thật đáng sợ, nhất định phải ngay lập tức chống đỡ. Mới vừa rồi bị tiểu cốt đập một hồi, hiện tại hắn còn đau đến tận xương. Oanh, liệt diếm pháp phới, một luồng khí tức trí cao vô thượng lưu chuyển. Không được, đây là dục hỏa trùng sinh của bộ tộc tiên hoàng. Lan Thiên Dương đột nhiên kinh ngạc thốt lên, đáng chết, Sa Nguyên Hoa cũng biến sắc, nhưng hiện tại còn muốn ra tay với Lăng Hàn, chuyện không thể nào, tiểu cốt đã phát điên, oanh, 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 tiên cốt phù văn trong cơ thể óng ánh, hắn bùng nổ ra sức chiến đấu vô tận, đánh cho hai người Sa Nguyên Hoa vô cùng chật vật, tự vệ cũng không nổi, làm sao có khả năng lại đi ra tay với Lăng Hàn. Trừ khi bọn họ sẵn lòng chôn cùng, vì đánh giết một phân hồn, lại muốn để cường giả cửu liên chôn cùng. Đùa gì thế, oanh, liệt diễm cuốn quá, hóa thành một phượng hoàng to lớn, sau đó ẩm ẩm phá nát, từ trong đi ra một người trẻ tuổi, không phải Lăng Hàn là ai. Chỉ thấy cương thiên lục kim đang từ trong ngực của Lăng Hàn đi vào, rõ ràng đó là một khối kim loại cực kỳ cứng rắn, nhưng hiện tại lại như làm bằng nước. Đáng chết, đáng chết, hai người sang nguyên hoa đều liên tục nguyền rùa. Có điều, coi như Lăng Hàn dung hợp đạo thiên địa bản nguyên này thì đã làm sao, chỉ cần bắt Lăng Hàn, lấy thủ đoạn thông thiên của giáo chủ bọn họ, như thường có thể lấy ra lực lượng bổn nguyên trước hết giết tiểu cốt, hai đại cường giả nhìn nhau một cái, có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy quyết đoán, dồn dập hét lớn một tiếng, phù, hoa sen ở mi tâm nở rộ chín cánh, sau đó ở phía sau cũng mở ra một đóa hoa sen màu đen to lớn. Hoa sen khẽ đung đưa, hồ ứng, hai tượng đá ở trên pháo đài cổ nhất thời lan truyền ra lực lượng càng mạnh hơn, tăng lên sức chiến đấu của hai đại cường giả. Nhưng vận dụng một chiêu này hiển nhiên cũng trả giá thật lớn, da rẻ trên mặt hai người càng xuất hiện từng vết máu, còn có cổ, tay, chỉ cần bộ phận lộ ra liền có thể nhìn thấy, da phá, máu chảy. Thật giống như da toàn thân của bọn họ đều nứt ra, muốn từ trên người rụng xuống. Bọn họ bắt đầu cường thế phản công, muốn tiêu diệt tiểu cốt. Tiểu cốt nhìn thấy lăng hàn sống lại, lửa dẫn nhất thời tiêu giảm rất nhiều, sức chiến đấu cũng rơi xuống một đoạn dài, cứ kéo dài tình huống như thế, sức chiến đấu của song phương lại hòa nhau rồi, thậm chí còn là hai người xa nguyên hoa chiếm cứ ưu thế nhất định. Nhưng thể phách của tiểu cốt xác thực cực kỳ mạnh mẽ, phải biết hiện tại thân thể này của hắn căn bản không phải thật, mà là diễn hóa ra, coi như bị đánh cho nát bét cũng không có chuyện gì, căn cơ chỉ là một cái xương mà thôi. Tiên cốt không hư, hắn sẽ không hư. Đây là căn cốt của Tiên Vương, hơn nữa còn là Tiên Vương cấp cao, sao có khả năng là hai thăng nguyên cảnh có thể phá hoại. Lăng Hàn căn bản không lo lắng tiểu cốt, hắn đang dung hợp Đạo Thiên Địa bản nguyên này, ở trong đan điền phát sinh biến hóa kịch liệt. Lại tới một đạo Thiên Địa bản nguyên, tuy cửu thiên hỏa đi ra ngoài, nhưng lực lượng bổn nguyên đại biểu nó không có thay đổi, vẫn như cũng là một trong tam cường. Bởi vậy, bốn bản nguyên tụ hội, dĩ nhiên là náo nhiệt. Một phen tranh cướp, lại thêm lăng hàn từ trong điều đình, rốt cục để hết thảy lực lượng bổn nguyên đạt thành cân bằng. chương 2215, thu hoạch hạ. Đương nhiên là cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy, liệt diễm lôi kích mộc cùng cương nguyên lục kim chiếm cứ tuyệt đại bộ phận địa bàn, mà lực lượng thời gian, lực lượng không gian, lực lương sát lục cùng lực lượng lôi đình gộp lại cũng không sánh bằng địa bàn của một đạo thiên địa bản nguyên chiếm cứ. Hết cách rồi, thiên địa bản nguyên là tồn tại tương đương tiên vương. Khóe miệng lăng hàn lộ ra nụ cười, bốn thiên địa bản nguyên, thật châu bò. Lần này, hắn ở phân hồn cảnh có thể đi nhiều ra một bước. Nếu biết phân hồn có thể chín lần, đã tới hoàn mỹ, hắn làm sao cũng không có đạo lý lùi bước, nhất định phải tu cảnh giới này đến mức tận cùng, vì lẽ đó hiện tại hắn cần nhất chính là thiên địa bản nguyên càng nhiều càng tốt, hắn giơ tay lên, vù, biên giới bàn tay hiện ra một đạo quang mang màu xanh lục, tỏa ra sát khí đáng sợ. Cái này không phải khí thức sát lục, mà là nhuệ sát của kim chi bản nguyên. Kim, đại diện cho sắc bén, hắn tùy ý vung một trường, soạt, một đạo kiếm khí đáng ra, nhất thời tầng kim loại ở dưới chân bị vẽ ra một vết ngân. Đừng xem chỉ tạo thành phá hoại không đáng chú ý như thế, nhưng phải biết rằng tầng địa chất này bị thiên địa bản nguyên gia cố, ngay cả ba người tiểu cốt chiến đấu cũng không cách nào chân chính tạo thành phá hoại chỉ đánh ra từng cái hố lõm mà thôi hiện tại hắn có thể vẽ ra một vết ngân cái lực phá hoại này nghịch thiên rồi không hổ là kim chi bản nguyên lăng hàn lại dung hợp quy tắc sát lục chém ra một trường chi trên tầng kim loại tái hiện một dấu vết so với trước sâu hơn một chút quả nhiên hai đại quy tắc dung hợp lực phá hoại càng thêm đáng sợ trong lòng lăng hàn dâng lên hiểu ra quy tắc có thể phối hợp sử dụng Tỷ như ngũ hành, đơn độc cầm một đạo đi ra, ở trước tiên vương căn bản không thể ngang hàng quy tắc thời gian, không gian. Nhưng nếu ngũ hành vận chuyển, vậy thì không giống nhau. Ngũ hành tương sinh tương khắc, vận dụng hợp lý, sẽ bùng nổ ra uy lực khủng bố. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, hắn chỉ kém một đạo thiên địa bản nguyên hệ thổ, liền có thể tạo thành ngũ hành. Thật chờ mong a, à, hắn rất muốn biết, dung hợp ngũ hành quy tắc, công kích lại mạnh mẽ đến mức nào. Có thể, sẽ bằng kỷ vô danh lăng hàn nắm hai tay thật chặt cho dù lần đó hầu như đánh hòa kỳ vô danh nhưng hắn biết chỉ luận chiến lực vẫn là hắn kém một bậc chỉ nhiều một đạo thiên địa bản nguyên cũng vô dụng bởi vì kỳ vô danh là tiên vương tầng 9 chuyển thế lúc trước hắn nắm giữ quy tắc phỏng trừng đều là cấp bậc tiên vương tương đương với có thiên địa bản nguyên thường trú trong cơ thể vì lẽ đó cảnh giới của kỳ vô danh rõ ràng tương đồng hắn nhưng sức chiến đấu mạnh hơn một đoạn thực sự là chờ mong a à, chờ thu được thổ chi bản nguyên cùng kỷ vô danh tái chiến một hồi. Hai mắt của Lăng Hàn tỏa ánh sáng, chiến ý hừng hực. Có điều hiện tại, hắn lấy ra tiên ma kiếm, nơi này nhiều thần thiết như vậy, có thể nào lãng phí. Tiên ma kiếm nhất thời mở ra khẩu vị, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, ong ong ong, quy tắc hệ kim không ngừng bị hấp thu vào trong tiên ma kiếm, để tiên kiếm này như đang đúc lại. Thoải mái, một hơi sông lên cấp độ tiên khí đi. Lăng Hàn biết mình là nghĩ xa, nhưng mình suy nghĩ một chút, cũng sẽ không e ngại ai đúng hay không? ầm um, tiểu cốt cùng hai người sa nguyên hoa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cực kỳ bạo lực, mạnh mẽ đánh cho huyệt động này thủng trăm ngàn lỗ. chiến đấu không ngừng tiếp tục, một ngày, hai ngày, ba ngày, đất rung núi chuyển, ngay cả lăng hàn cũng không cách nào ở trong dư âm chiến đấu như vậy, không thể không trốn vào trong hắc tháp, bỏ tiên ma kiếm ở tại chỗ, mặc nó đi hấp thu tinh hoa kim loại ở nơi đây. sau bảy ngày, tinh hoa kim loại ở nơi này cũng gần như bị hấp thu hết sạch bởi vì chỉ cần nhìn chiến đấu của ba đại cường giả một chút liền biết một quyền đánh qua liền có thể để vách động nổ ra một lỗ thủng to lớn sâu không biết bao nhiêu có lỗ thủng tràn vào nước biển có thể thấy được kết cấu địa tầng nơi này đã nát bét cỡ nào đi hai người lan thiên dương đột nhiên lao lên ác chiến vài ngày hai người lan thiên dương tự nhiên đã sớm phát hiện thể phách của tiểu cốt không thể tổn thương không phải không hư mà là đánh hỏng rồi cũng vô dụng bọn họ không phải là không có đánh nổ đầu của tiểu cốt vì thế bọn họ còn trả cái giá cực lớn nhưng vậy thì có ích lợi gì tiểu cốt vì tùy tiện tiện liền mọc ra một cái đầu khác ngược lại tất cả những thứ này đều là hắn diễn hóa ra tiên cốt còn hắn liền còn đầu tính là gì bởi vậy sa nguyên hoa cùng lan thiên dương đều không muốn chơi chơi cọng lông a thở phi phò bọn họ phóng lên trời không muốn dây dưa với tiểu cốt bằng không chính là một chữ chết bọn họ không muốn nhận xử phạt của giáo quy nhưng càng không muốn chết ở chỗ này vì lẽ đó coi như sẽ tiết lộ bí mật bọn họ cũng muốn chạy trốn mà sẽ không chết cắn với tiểu cốt lại nói càng tiếp cận pháo đài cổ nói một cách chính xác càng tiếp cận hai tượng đá kia bọn họ có thể mượn đến sức chiến đấu liền càng mạnh vậy tự nhiên phải đi tới ở đây tranh đấu không có nửa điểm chỗ tốt lăng hàn đợi một hồi cũng thu kiếm mà lên tinh hoa kim loại đã bị hấp thu gần đủ rồi thân hình hắn vọt lên bay ra hang động chỉ thấy tiểu cốt còn ác chiến với sa nguyên hoa lan thiên dương mà người trên đảo thì quan chiến ở bốn phía, mỗi một người đều thần hồn ngây ngất. Trước không phải nói đảo dân có tiên linh che chở, cung cấp vô địch sao? Nhưng trước tiên ra một lăng hàn, tiếp theo lại có thêm một lăng hàn thần bí, dáng dấp của tiểu cốt hơi giống lăng hàn, cái này lại coi là gì chứ? Hai người liên thủ vẫn có vẻ cực kỳ vất vả, cái này làm tổn thương tự tin của mọi người. Lăng huynh, chuyện gì thế này?" Tiêu Tuấn lập tức vọt lại, uy nghiêm đáng sợ nhìn lăng hàn. Người đang cùng đảo chủ và sứ giả đại nhân ác chiến giống lăng hàn như đúc, muốn nói hai người không có chút liên hệ gì, vậy ai sẽ tin tưởng? Người đang chất vấn ta sao? Lăng hàn nhìn về phía tiêu tuấn. Không sai, tiêu tuấn ngạo nhiên nói, sức chiến đấu của hắn xác thực không bằng lăng hàn, nhưng hiện tại ở đây có gần 10 cường giả bát liên, tồn tại tương đương với tiên phủ cảnh, vậy lại có gì sợ? Há, không biết, lăng hàn vuốt hai tay, đẩy sạch sành xanh. Lăng hàn, tiêu tuấn tăng cao âm lượng chương 2216, độc quả phát huy. Lăng Hàn, chúng ta cũng cần một lời giải thích, người ngoại lai cũng dồn dập kêu lên, lộ ra vẻ bất mãn. Bọn họ mới vừa đánh đuổi thú triều, đang muốn hưởng thụ tiên linh gia trì, nhưng trong chớp mắt lại phát sinh ác chiến, hơn nữa dáng dấp của kẻ xâm lấn còn giống Lăng Hàn, cái này tự nhiên để bọn họ bất mãn. Ý định đối phó với chúng ta đúng hay không? Giải thích, Lăng Hàn diễu cợt, các ngươi có tư cách gì muốn ta giải thích cho các ngươi? Ngươi thật quá mức rồi, người ngoại lai không ai không gào lên tần đại nhân ngươi xem người này có phải là quá đáng ghét không kính xin đại nhân ra tay bắt hắn tần vĩ khẽ nhíu mày nói lang hàn hiện tại chúng ta là khách trên đảo nếu làm khách thì không nên phạm vào kiêng kỵ của chủ nhân lang hàn cười ha ha một đám ngớ ngẩn bị người coi là khỉ trêu chọc cũng không tự biết ta rõ ràng tâm tình khát cầu thực lực mạnh nhưng chẳng lẽ các ngươi không biết dùng cái mông ngẫm lại thế gian thật có người tốt như thế sao coi như có, những người này lại giống sao? Lan Nhược Chỉ lập tức nhảy ra nói: "Lăng thiếu, không nên ăn nói linh tinh, lẽ nào ngươi không muốn ta sao?" Lăng Hàn không khỏi dùng mình một cái: "Ngươi đừng làm ta buồn nôn, ngươi." Lan Nhược Chỉ nhất thời biến sắc, thân thể mềm mại cũng có chút run rẩy, nàng tự cho mình cực cao, cho là mình đẹp như thiên tiên, tất cả nam nhân đều phải vòng quanh mình. Hiện tại bị Lăng Hàn xem thường như vậy, tự nhiên thương tổn tự tôn của nàng, làm cho nàng nổi giận. Sư muội người vẫn là hết hy vọng với hắn đi. Tiêu Tuấn cười gần, người này dắp tâm bất lương, hành tích khả nghi, vẫn là bắt lại rút hồn. Các vị chấp pháp, mời ra tay bắt người này. Hắn nhìn những cường giả bát liên kia nói, ta đến đi, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, mỹ tâm bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa sen tám mảnh. Đây là đặc thù của công pháp bọn hắn tu luyện, bình thường sẽ ẩn giấu đi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi, để ta tiết kiệm chút thời gian chỉ là phân hồn cũng dám làm cản ở trước mặt ta nam tử trung niên kia diếu cợt nói đừng nói hắn có thể được tiên linh lực gia trì coi như không có bát liên tương đương với tiên phủ chấn áp một tiểu nhân vật phân hồn dễ như trở bàn tay lang hàn bắt đầu xúc lực lấy thực lực của bản thân hắn xác thực còn lâu mới có thể đánh với tiên phủ cảnh thế nhưng hắn còn có tuyệt chiêu đùng 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 nam tử trung niên kia đi nhanh tới mỗi một bước hạ xuống đều phát ra âm thanh nặng nề chấn động để người sợ hãi hắn chính là uy hiếp lăng hàn, cho đối phương áp lực. Tiểu tử, ta thực sự là không hiểu, tại sao dũng khí của ngươi lớn như vậy. Nam tử trung niên kia cười gần, ngươi lập tức liền biết rồi. lang hàn nhếch miệng, lộ ra nụ cười nguy hiểm. Liệt quang cầu đã xúc thế xong xuôi, oanh, nhất thời, ánh chấp trải ra, nổ loạn về phía bốn phương tám hướng. Người đàn ông trung niên kia không khỏi cười nhạo, uy lực của một chiêu này xác thực không yếu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể dọa thất liên, đối đầu bát liên như hắn, đây căn bản ngay cả uy hiếp cũng không tính. Hắn chỉ hơi tạo ra thuẫn phòng ngự phòng bị, đùng 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 đùng, chỉ thấy ánh chấp đan dệt ở trên hắc quang thuẫn, nhưng căn bản không thể đột phá. Đây là chuyện đương nhiên, nếu chảm trần có thể đánh tan phòng ngự của phân hồn, vậy mới là kỳ quặc quái gở. Có điều, đây là liệt quang cầu, nhằm vào không phải là nam tử trung niên kia, mà không phân địch ta, tiến hành công kích không khác biệt. Thậm chí, nếu như xúc lực quá mức, ngay cả đối với bản thân lăng hàn cũng sẽ tạo thành thương tổn. Bởi vậy, trong ánh chấp tàn phá, cũng lan đến gần bốn phía đảo dân. Chỉ là mọi người cách khá xa, cho dù bị lan đến gần cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, một chút dư lực mà thôi, uy hiếp hầu như có thể không nhìn. Nhưng mà, thật sự như vậy sao? trò khôi hài cũng nên kết thúc, tiểu tử, ngươi. Ồ, nam tử trung niên kia vẫn mang theo nụ cười trào phúng, đang muốn ra tay giết lăng hàn, nhưng hoàn toàn biến sắc. Bởi vì lồng ánh sáng phòng ngự của hắn đang nhanh chóng bị ăn mòn. Bốn phía, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chỉ thấy không ít người đã ngã trên mặt đất, thân thể đang bị ăn mòn. Đây là tình huống thế nào, xảy ra chuyện gì? Chỉ là phân hồn cảnh mà thôi, đánh ra công kích ngay cả cường giả Bát Liên cũng có thể uy hiếp. Hắn lập tức liền tự lo không xong, một lực lượng ăn mòn mãnh liệt đang chui qua phòng ngự của hắn, muốn tạo thành phá hoại lớn với cơ thể của hắn, để hắn vội vã ngồi khoanh chân, toàn lực đối kháng nguồn lực lượng ăn mòn này. A, à, tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt, nhưng rất nhanh biến mất rồi bởi vì chỉ cần người bị ánh chớp lan đến gần đều hóa thành bãi máu kháo cái này là thứ đồ gì đừng nói tất cả mọi người bị dọa sợ hãi ngay cả lang hàn là người khởi sướng cũng có chút hoảng sợ thầm nghĩ độc quả của ban hồng thanh trúc quá trâu bò không sai hắn sử dụng liệt quang cầu là giả dụng ý chân thực là mượn liệt quang cầu che giấu cùng tản đi độc tố của ban hồng thanh trúc đây chính là ngay cả tiên phủ cảnh cũng có thể độc giết đăng 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 người may mắn còn sống sót đều dồn dập lùi về sau ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập hoảng sợ, thật giống như đang đối mặt một ác ma. Lăng Hàn cười nhạt nói: "Lời ta từng nói, chưa bao giờ là giả." Bọn người Tiêu Tuấn run rẩy, bởi vì lúc nói chuyện, tên cường giả Bát Liên kia cũng bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn. Nếu như hắn lập tức tráng sĩ chặt tay, trực tiếp bỏ qua thân thể, vậy thần hồn còn có thể may mắn thoát khỏi, lại tìm thân thể mới đoạt xác là được nhưng hắn không có ý thức được độc quả của ban hồng thanh trúc khủng bố bao nhiêu lại còn muốn lấy tu vi bản thân chặn độc tố ở ngoài cơ thể như vậy liền tự tìm đường chết chỉ mấy hơi thở mà thôi một tên cường giả tương đương với tiên phủ cảnh biến thành dòng máu thần hồn câu diệt điều này có thể không đáng sợ sao ngươi ngươi đến tột cùng vận dụng thủ đoạn gì tiêu tuấn run giọng nói hắn luôn thong dong dù ở trước mặt mọi người thua lăng hàn cũng lập tức nghĩ đến đối sách thoải mái mà thừa nhận hóa giải nguy cơ tín nhiệm đổ vỡ nhưng tình cảnh trước mặt này vượt xa tưởng tượng của hắn, để hắn làm sao cũng không bình tĩnh được. chương 2217, huyết tế, một vị cường giả bát liên A, bị Lăng Hàn một chiêu miểu sát, cái này quá khó mà tin nổi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, các ngươi có tiên linh của các ngươi, ta đương nhiên cũng có của ta, vừa nãy ta là vận dụng tiên linh lực. Như thế vừa nhìn, tiên linh của các ngươi thực không ra sao. Ta nghịch một cảnh giới lớn cũng có thể miểu sát các ngươi, ai? Hắn lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ bọn người tiêu tuấn giận dữ nhưng không lời nào để nói sự thực thắng hùng biện giết những người ngoại lai kia tiến hành huyết tế âm thanh của lan thiên dương đột nhiên truyền tới cái gì nghe nói như thế mọi người giật mình người ngoại lai hoảng sợ là tuyệt đối không ngờ đảo dân sẽ trở mặt với bọn họ chứ không phải còn rất tốt sao mọi người cùng nhau chống lại thú triều còn nói muốn cùng một chỗ bái tiên linh sau này chính là người một nhà mà đảo dân cũng cực kỳ khiếp sợ đảo chủ đại nhân lại muốn vận dụng huyết tế đây là thủ đoạn cuối cùng. Sau khi vận dụng huyết tế, hai pho tưởng tiên linh sẽ tạm thời cung cấp lực lượng mạnh hơn, nhưng lực lượng quán thể mạnh như thế sẽ làm người chịu đựng ở sau đó đại thương, bởi vậy đây là thủ đoạn cuối cùng. Hiện tại muốn vận dụng huyết tế, nói rõ Lan Thiên Dương cùng Sa Nguyên Hoa gặp phải nguy cơ thế nào. Nhanh, còn lo lắng làm gì? Lan Thiên Dương quát, hắn cùng Sa Nguyên Hoa đã tiếp cận biên giới tan vỡ, tiểu cốt vốn là quái vật bất tử, còn tiếp tục đánh như vậy nữa, bọn họ nhất định sẽ chơi xong đám người tiêu tuấn nghiêm nghị sau đó dùng vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm hết thảy người ngoại lai huyết tế cần đương nhiên không phải chỉ là máu tươi còn có tính mạng trên thực tế lực lượng sinh mệnh mới là đồ vật huyết tế cần hơn nữa sinh mệnh lực hiến tế càng đầy đủ càng nhiều hiệu quả của huyết tế liền càng tốt giết đám người tiêu tuấn dồn dập ra tay giết về phía đám người tần vĩ thế nhưng mọi người lại rất tự giác bỏ qua lăng hàn không dám đánh a cái tên này chỉ dùng một chiêu liền đánh giết cường giả bát liên, thuận tiện còn tay vạ tới một đám đông người, ai còn dám ra tay với hắn. Thậm chí ngay cả tiếp cận cũng không dám, có thể tránh bao xa liền tránh bấy xa. Lăng Hàn không khỏi sờ cầm, hắn đáng sợ như thế sao? a à, đảo dân ra tay, không thiếu cường giả cấp bậc bát liên, đây chính là tương đương với tiên phủ cảnh, mà phương diện người ngoại lai chỉ có tần vĩ là tiên phủ cảnh, thì làm sao chống lại giết chóc như vậy? Phốc phốc phốc, lập tức liền có mấy người bị đánh giết, bị lấy đầu, máu tươi phóng lên trời. Mỗi giết một người, những đảo dân này sẽ bày ra một loại tư thế cổ quái, thật giống như quỳ lạy, lại giống như đang khiêu vũ. Đây là nghi thức huyết tế, vù, hai tượng đá bắt đầu biến hóa kỳ dị, thật giống như trời hạn lâu gặp mưa, sức sống dần sinh. Huyết tế có hiệu quả, sức chiến đấu của Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương nhất thời tăng vọt một đoạn, từ trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng chậm lại, nếu như mạnh hơn một chút, bọn họ thật có thể áp chế tiểu cốt, giết là giết không được, nhưng có thể nhốt lại chiếm được thời gian rút đảo dân đi lăng hàn lập tức nhướng mày hắn cũng không muốn để những người này chạy đi phá hoại huyết tế lăng thiếu cứu mạng có người ngoại lai miễn cưỡng giết tới cầu cứu lăng hàn có đảo dân nguyên bản đang đuổi giết hắn nhưng phát hiện sắp tiếp cận ma vương lăng hàn lập tức sợ đến dưới chân phanh lại lăng hàn nhìn lướt qua người cầu cứu hắn lại là tên trước kia tố cáo hắn hắn không khỏi kinh ngạc người này vô liêm sỉ đến cỡ nào a à? xeo 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 nhìn thấy người này tị nạn thành công những người khác cũng dồn dập chạy tới xem lăng hàn là ô dù những người này đại bộ phận đều là lúc trước kêu gào lăng hàn hung hăng nhất hơn nữa những người này tạm thời chạy trốn ra nguy hiểm thậm chí ngay cả cảm tạ lăng hàn một tiếng cũng không dưới cái nhìn của bọn họ mọi người đều là người ngoại lai tự nhiên phải đồng sức đồng lòng có đúng hay không lăng hàn lắc lắc đầu thực sự là một đám đồ bỏ đi sống sót cũng là sỉ nhục không thể cho đảo dân huyết tế, vậy hắn đến làm kẻ ác đi. Oanh, lăng hàn ra quyền, hỏa diễm thiêu trời, một đòn liền đốt người kia thành cho tàn. Hắn con mẹ nó, coi mình là thánh mẫu sao, còn lấy đức báo oán. Hắn ngốc sao, lăng hàn, người đang làm gì? Chúng ta đều là từ một chỗ đến, người quả thực không phải người. Lăng thiếu, tha mạng, đám người ngoại lai đều kinh ngạc thốt lên, có trách cứ lăng hàn, có cầu xin, nhưng cũng chỉ vì mạng sống mà thôi. Một đám cặn bã, không xứng sống ở trong vùng thế giới này. Vẻ mặt của Lăng Hàn lạnh lùng, đại khai sát giới. Nếu như những người này ở trên đảo biểu hiện chỉ cần hơi chính khí một chút, cốt khí một chút, vậy hắn không ngại thu những người này vào trong không gian thần khí, bằng năng lực của mình giúp đỡ một chút. Nhưng hiện tại, các ngươi vẫn là nhanh một chút chết đi, tuyệt đối đừng thêm rối loạn nữa. Người ngoại lai dồn dập chạy trốn, nhưng bọn họ lập tức bi kịch phát hiện, cái này trước có hổ, sau lại có sói, chờ đợi bọn họ đều là đồ đao, A, à, tiếng kêu thảm thiết không dứt, một cái tiếp một cái ngã xuống. Lăng Hàn không hề đồng tình, thiện tâm của hắn từ lúc những người này thay đổi thất thường đã hao mòn không còn. Giết, tâm hắn như sắt, triển khai Diệt Thiên Cửu kiếm, dung hợp Kim Chi bản nguyên, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, chỉ cần bị dính đến một tia, ngay cả địa hồn cũng bị chém thành cặn bã. Có điều, trong đảo dân Trung quy có cường giả cấp bậc bát liên, vẫn có mấy người ngoại lai bị bọn họ đánh giết, huyết tế để sức chiến đấu của Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương lại tăng vọt một đoạn. Nhưng số lượng này còn thiếu rất nhiều, sau khi hết thảy người người ngoại lai đều bị đánh giết, sức chiến đấu của bọn họ vẫn không đủ để chấn áp tiểu cốt. Lại giết, lại giết, Lan Thiên Dương lớn tiếng kêu lên, còn muốn giết, giết ai, người ngoại lai chỉ còn dư lại lăng hàn, đừng nói giết không xong, coi như giết, cũng không thể tăng hiệu quả của huyết tế lên bao nhiêu. Như vậy, lại giết là có ý nghĩa gì? Chỉ có thể giết người mình, Tiêu Tuấn dung sắc lạnh lẽo nói: "Các ngươi nghe được đảo chủ nói chưa? Nhất thời, vài tên cường giả bát liên lập tức ra tay, vô tình giết chóc người bên cạnh." Phốc 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 phốc, từng cái đầu người bay lên, huyết tế lần thứ hai triển khai. Chương 2218, toàn bộ giải quyết. Cái này vừa giết, liền để chừng trăm đầu người rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Huyết tế lại nổi lên, sức chiến đấu của Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương nhất thời tăng lên một đoạn, áp chế lại tiểu cốt tỏa địa thuật, hai người đều giống to, trong năm ngón tay lưu chuyển ra từng sợi tơ màu đen, một vòng lại một vòng quấn ở trên người tiểu cốt, để tiểu cốt khó nhúc nhích mảy may. Giết không được không có quan hệ, nếu như có thể trói buộc như thế, này hoàn toàn có thể áp giải về tổng giáo, có đại nhân vật sẽ xuất thủ, triệt để tiêu diệt. Tiểu cốt giấy ruộng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp chút nào. Còn có tiểu tử này, Lan Thiên Dương xoay người lại, nhìn chằm chằm lăng hàn, tiểu tử này cũng nhất định phải mang về trong giáo, trong cơ thể hắn có một đạo thiên địa bản nguyên, đây là đồ vật giáo chủ đại nhân điểm danh muốn chiếm được. Ta đến, Sa Nguyên Hoa nhanh chân đi về phía Lăng Hàn, hắn là cường giả cửu liên, tương đương với thăng nguyên cảnh, một ý nghĩ liền có thể đè chết Lăng Hàn mấy trăm lần. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, vẫn là trước tiên quản tốt chuyện của mình đi, hả, Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương đồng thời quay đầu nhìn lại tiểu cốt. Chỉ thấy trong cơ thể tiểu cốt có một vệt ánh sáng rực cháy trói lọi, sau đó hình thành một phù văn cực kỳ óng ánh xèo cái phù văn này từ trong cơ thể của tiểu cốt lộ ra như bẻ cành khô trong nháy mắt liền phá diệt toàn bộ sợi tơ màu đen ở trên người hắn tiểu cốt lại được tự do theo nha nha hắn giận dữ lần thứ hai triển khai đánh mạnh về phía xa nguyên hoa cùng lan thiên dương lần này hắn càng từ trong cơ thể rút ra một thanh cốt chính là bản thể của hắn có phù văn cấp tiên vương lóng lánh cái này có thể coi như là một tiên khí uy lực thật đáng sợ hơi động thiên địa cũng muốn sụp đổ, ầm ầm ầm, từng viên ngôi sao từ giữa bầu trời rơi xuống. Hai người Sa Nguyên Hoa làm sao chặn, căn bản không có thấy bắn chúng, chỉ mang theo khí lưu đụng một hồi, mỗi người liền thổ huyết liên tục, làm sao cũng không ngừng được. Tiểu cốt đại phát thần uy, hoàn toàn không thể ngăn cản, không thể chống đối. Lui, mau đi, Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương đều liều lĩnh xoay người bỏ chạy, hiện tại bọn họ đối mặt là một tiên khí hoàn toàn phát huy, há lại là bọn họ có thể ngang hàng. Nhưng chậm, tiểu cốt xoay vòng quét ngang xương, tiên quang đan dệt, trói lọi vang chín tầng trời. Oanh, chỉ mấy lần mà thôi, sao nguyên hoa liền bị tiên quang chém xuống một cánh tay, lan thiên dương thì thiếu một chân, dáng dấp đều cực kỳ thảm bại. Nhưng đối với hai vị cường giả này mà nói, thương thế như vậy hoàn toàn có thể tiếp thu, chỉ cần bọn họ có thể trốn chạy tính mạng, vậy tay cụt còn có thể sống lại, gãy chân cũng có thể dài lại. Đáng tiếc, tiểu cốt căn bản không cho bọn họ cơ hội. Tiên vương cốt vung vẩy, thế không thể chặn. Lăng Hàn cũng không chút khách khí, khởi sướng đánh mạnh về phía đám người tiêu tuấn, trừ ác đương nhiên phải nhổ tận gốc. a à, Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương kêu rên liên hồi, đã dùng tới lực lượng tiên vương, làm sao có khả năng chỉ là cửu liên có khả năng chống đối. Tử vong là kết quả duy nhất, tiểu cốt hung ác quá độ, sau khi đánh giết Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương, hắn lại triển khai tàn sát về phía đảo dân khác, tiên vương cốt phát huy, tiên quang chỉ loáng một cái, hết thảy đảo dân đều bị đánh giết hiện tại người còn sống sót chỉ có ba cái, Lăng Hàn, Tiểu Cốt cùng Tần Vĩ. Tần Vĩ còn sống sót, đó là bởi vì hắn là tiên phủ cảnh, kháng được công kích của cường giả bát liên, mà hắn là người bình thường, sẽ không bị Tiểu Cốt nhầm vào, bằng không chỉ cần hắn hoàn thành một loại nghi thức nào đó trên đảo, bán linh hồn cho tiên linh, hiện tại khẳng định sẽ bị Tiểu Cốt đối xử bình đẳng. Giết, có điều, hiện tại sắc mặt của Tần Vĩ cũng hết sức khó coi, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Cốt tràn ngập hoảng sợ. Tiểu Cốt, đã lâu không gặp, lăng hàn nhìn về phía tiểu cốt cười to nói theo nha nha tiểu cốt tiêu hết tính hung hắn nhìn về phía lăng hàn cười khúc khích tiểu cốt đã lâu không gặp phải lại bắt đầu học vẹt lăng hàn lắc đầu nói tiểu cốt ngươi làm sao đến tiên vực tiểu cốt ngươi làm sao tiểu cốt thuật lại một lần ngã đã lâu như vậy rồi ngươi vẫn không có học được tự mình nói chuyện sao thực lực của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy lăng hàn chưa từ bỏ ý định lại hỏi thực lực của ngươi làm sao Lăng Hàn thở dài, ai, tiểu cốt cũng thở dài, ai, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, tiểu cốt sẽ đến tiên vực rất đơn giản, thực lực đến tự nhiên có thể nổ ra cánh cửa tiên vực. Vấn đề là, thực lực của hắn tăng lên cũng quá kinh người. Có điều ngẫm lại, hắn lại không phải người, chỉ là một cái xương mà thôi, căn bản không có cái gọi là hạn chế cảnh giới. Không nghĩ vấn đề này nữa, tiểu cốt ra tiểu cốt, nên làm sao mới có thể giao lưu với người đây? Lăng Hàn rất muốn biết kiếp trước tiểu cốt đến cùng trải qua cái gì, hắn khẳng định là một vị tiên vương, đến cùng là chết như thế nào. Chết rồi cũng căm hận võ giả tu luyện hệ thống này như vậy, hắn đã trải qua cái gì? Đáng tiếc, tiểu cốt chỉ có thể theo nha nha hoặc là học vẹt, căn bản không thể biểu đạt ý nghĩ của mình. Còn chờ Lữ Hải Dung sao? Lăng Hàn triệt hồi trận pháp trên đảo, như vậy thời điểm Lữ Hải Dung đi ngang qua sẽ phát hiện. Nhưng nói không chắc Lữ Hải Dung đã sớm tìm tòi qua khu vực này, lấy tự tin của tiên vương kiên quyết sẽ không trở lại tìm lần thứ hai. Chờ chút đi, bây giờ hắn đối với hai pho tượng kia cảm thấy rất hứng thú. Đùng, đùng, nhưng Lăng Hàn lập tức há mồm trợn mắt, bởi vì tiểu cốt căn bản không có cho hắn cơ hội nghiên cứu, vừa nhìn thấy hai tượng đá kia liền trừng mắt lên, trực tiếp phung quyền đập nát chúng nó. Theo nha nha, tiểu cốt còn rất đắc ý, nhìn Lăng Hàn cười, một bộ tranh công. Đệt, Lăng Hàn chỉ có thể trách mình, không có trước tiên thông báo tên này một tiếng, sớm nên nghĩ đến tiểu cốt ghét ác như cửu A vậy không có cách nào, rời đi thôi. Lăng Hàn đốn củi chế thuyền, mà Tần Vĩ cũng như thế, hắn cũng không dám đi cùng Lăng Hàn, tiểu cốt, mà trốn đến địa phương thật xa, một người vùi đầu gian khổ. Trong lúc này, Lăng Hàn nữ hoàng mọi người thả ra hát tháp. Nữ hoàng, thiên phượng thần nữ đều gặp tiểu cốt, nên không có gì kỳ quái, nhưng hổ nữ cùng nhu yêu nữ đều kinh ngạc, huynh muội thạch lỗi cùng thạch ngọc càng hoa hoa kêu quái dị, kinh ngạc thốt lên tại sao có thể có hai cha nuôi chương 2219, đến Tây Tiên Vực. Ô, sao dáng dấp của ngươi giống lăng hàn của nữ? Hổ nữ quay về tiểu cốt trên dưới đánh giá. Ô, sao dáng dấp của ngươi giống lăng hàn của nữ? Tiểu cốt gặp phải người mới, hứng thú học vẹt là tăng vọt gấp trăm lần. Tại sao người kỳ quái như vậy, không chỉ tướng mạo học người, nói chuyện cũng vậy? Sao, chơi thật vui, chơi thật vui, hai mắt hổ nữ tỏa ánh sáng, cùng tiểu cốt chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Tuy tay nghề của Lăng Hàn không tính như thế nào, nhưng sau một ngày, hắn vẫn làm ra một chiếc thuyền, chỉ dài khoảng một trượng, rộng ba thước, ngược lại chỉ cần có thể để một hai người ngồi liền được, còn có hắc tháp A. Lăng Hàn cùng tiểu cốt lên thuyền, những người khác tiếp tục đợi ở trong hắc tháp. Thuyền tuy nhỏ, nhưng dùng cây cối mọc ở trong vô tận hải vực chế tạo thành, có thể chống đỡ sóng biển xung kích, một điểm cũng không cần lo lắng sóng quá to lớn sẽ đập bay thuyền. Mà trên thuyền có tiểu cốt tỏa chấn, hệ số an toàn cũng tăng lên rất nhiều, dù gặp phải Hải Vương, chỉ cần tiểu cốt kích phát tiên cốt trong cơ thể, Hải Vương cũng tự mình thối lui. 17 năm sau, thuyền nhỏ thuận lợi cập bờ, đến Tây Tiên vực, Lăng Hàn lập tức cảm giác được địa phương không giống, so với Đông Tiên vực, linh khí nơi này càng thêm nồng nặc, chỉ là bởi vì điểm ấy, linh thảo, tiên dược ở Tây Tiên vực cũng sẽ nhiều hơn Đông Tiên vực. Chẳng trách cấp độ võ đạo của Tây Tiên vực càng cao hơn, điều kiện tiên thiên của người ta tốt hơn a. À? "Nữ, côn bằng cung ở đâu?" Lăng Hàn hỏi hổ nữ. "A, à hổ nữ chớp chớp mắt to côn bằng cung đương nhiên ở côn bằng cung khóe miệng lang hàn co giật một hồi nói ngươi sẽ không biết nhà mình ở đâu chứ Nếu không cần biết a à. hổ nữ lẽ thẳng khí hùng nói cái này thật giống như có chút đạo lý lấy tập tính của tên ăn hàng vặt này sao sẽ đi quản hoàn cảnh bốn phía chỉ cần có thể chơi có thể ăn liền được rồi phải rõ ràng nơi này thì có người của côn bằng cung nhưng căn bản không biết côn bằng cung ở đâu vậy chỉ có thể tìm người hỏi Bọn họ leo lên bờ, sau đó đi về phía trước, phía trước xuất hiện rừng rậm xanh um tươi tốt, để mọi người đều cảm giác sáng mắt lên. Vẫn nhìn hải dương bất biến thực khiến người ta cảm thấy vô vị, hiện tại có thêm một vệt màu xanh lục, tự nhiên cảm giác khác nhiều. Tìm thành thị gần nhất, liền có thể tìm được đường đi côn bằng cung. Bọn họ đi về một phía, tin tưởng có thể tìm được một tòa thành thị. Sau 7 ngày, âm âm âm, đại địa đột nhiên phát sinh rung động kịch liệt, thật giống như địa chấn. Lăng hàn nhìn xem, chỉ thấy đằng trước xuất hiện một cuộn sóng, đang lao về phía bọn họ. Đây không phải cuộn sóng, là một chi quân đội. Bọn họ đang chạy đi hoặc là chạy tán loạn, tốc độ cực nhanh, có chiến tượng cực lớn như núi chạy băng băng trên mặt đất, có đại bằng dương cánh ngàn trưởng vỗ cánh, có từng chiến sĩ mang khôi giáp, cầm trường mâu đang lăng không bay lượn. Trong này không thiếu nhân vật mạnh mẽ, tản mát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, bởi vậy, khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, bọn họ chỉ đi qua mà thôi liền chấn động đại địa, phảng phất như trời đất sụp đổ. Đây là một nhánh bại quân, Lăng Hàn xem thêm vài lần liền có thể xác định, quân đội bình thường sẽ không tán loạn, cũng sẽ không mang theo lượng lớn người bệnh, sĩ khí cũng sẽ không hủy oải suy sụp đến như vậy, chỉ biết vội vã đi qua. Có quân kỳ, Lăng Hàn nhìn thấy, là một tiêu ký hình minh nguyệt, bị một người khổng lồ dơ cao 10 trường. Đại quân rất nhanh đi tới, vội vã từ trên đỉnh đầu bọn họ không xẹt qua, đương nhiên cũng có một ít chiến mã đi dưới đất có mấy con còn xém chút đụng vào bọn người lăng hàn. Mấy người các ngươi mau mau quay đầu lại, có người mở miệng, khuyên bọn họ, cẩn thận khó giữ được tính mạng, có ý gì, trong lòng lăng hàn hơi động, đột nhiên hiểu được, kêu lên. Mẹ kiếp, phía sau các người còn có truy binh, ha ha, biết rồi còn không mau chạy trốn. Một tên chiến sĩ cười to nói, lăng hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói. Theo cùng đi, trước mặt nhiều người như vậy hắn không muốn vận dụng hắc tháp, hơn nữa hắn cũng không muốn vừa có việc liền trốn vào trong hắc tháp. Mấy người Lăng Hàn cũng xoay người rời đi, bởi vì bọn họ cất bước muộn, lại quay người lại liền rơi vào phía sau cùng của đại quân, quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy nơi cực xa quả nhiên còn có một cuộn sóng đang dâng đến. Kia cũng là một nhánh đại quân, kéo một cờ hiệu khác, là một chữ đô. Quả nhiên, một nhánh đại quân đang chạy trối chết, một nhánh đại quân khác thì lại truy kích. Kháo, làm sao hắn sẽ gặp phải chuyện như vậy? Lăng Hàn lao nhanh đám người nữ hoàng cũng chạy theo, cả đám đều cảm thấy phiền muộn, chỉ có hổ nữ cười vui vẻ, cảm thấy cực kỳ thú vị, mà tiểu cốt thì không hiểu ra sao, chỉ cần thời điểm không có kẻ địch, hắn vẫn là sống dở chết dở. Một nhánh đại quân chạy trốn, một nhánh đại quân điên cuồng đuổi theo, hiển nhiên, trước phát sinh một cuộc chiến tranh, một phương cờ mặt trăng thất bại, vì lẽ đó bọn họ đang lẩn trốn, mà một phương thắng lợi lại đuổi tận cùng không buông. Cái này một trốn chính là nửa tháng, truy binh phía sau rốt cuộc dừng lại, không truy kích nữa, mà đại quân chạy trốn cũng chậm lại, không cần lại thảm bại như trước. Mà nửa tháng trôi qua, Lăng Hàn cũng cùng những người này lăn lộn quen mặt. Nhánh quân đội này lệ thuộc vào Trích Nguyệt Tiên Vương, được gọi là Trích Nguyệt quân, đương nhiên, đây chỉ là một nhánh đại quân dưới cờ của Trích Nguyệt quân mà thôi, mà cùng bọn họ giao chiến là Đô Vân quân, thuộc về Đô Vân Tiên Vương. Thế lực của hai đại tiên vương giáp giới, bởi vậy thường thường sẽ vì tranh cướp lãnh địa mà bạo phát đại chiến. Chiến tranh, tự nhiên là có thắng có thua mà lần này chính là Trích Nguyệt Tiên Vương thua nhỏ. Đương nhiên, Trích Nguyệt Tiên Vương cùng Đô Vân Tiên Vương không có tham dự cuộc chiến tranh này, chỉ là đại tướng dưới trướng bọn hắn xuất quân chiến đấu mà thôi. Lang Hàn cũng tìm hiểu qua nơi của Côn Bằng Cung, nhưng tuy những này người nghe nói có một thế lực như thế, nhưng cụ thể ở đâu lại không rõ ràng. Đông Tiên Vực rất lớn, nhưng Tây Tiên Vực càng to lớn hơn. Đông Tiên Vực là tam thập tam trọng thiên vực, mà Tây Tiên Vực là cửu thập cửu trọng, dòng dã lớn hơn gấp ba. Người bình thường có thể đi qua 3 4 thiên vực phụ cận cũng đã rất đáng gờm, bởi vậy chỉ cần cách trở trên 6, 7 thiên vực, vậy xác thực không thể biết côn bằng cung đến tột cùng là ở đông tây nam bắc.